Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 102. Hắn nhìn ý kiếm trong tay với vẻ phức tạp, không ngờ việc gọi trống lưng vô tình đã thành chấp niệm trong lòng. Nếu khi ấy hắn gọi người tới thì coi như sống làm kẻ dựa dẫm suốt đời. Không sợ bố con thằng nào hết. Gặp thần giết thần. Gặp Phật giết Phật. Nghĩ vậy, hắn bật cười. Tuế Tuế bên kia hỏi, người cười gì? Diệp Quân chỉ khom lưng vái chào, đa tạ tiền bối đã nương tay. Hắn biết mình đột phá được là do đối phương đã cho hắn cơ hội, bằng không cô ta chỉ cần bồi thêm một nhát kiếm là hắn đã trầu trời. Tuế Tuế cong môi, chính ngươi đã tự cứu mình đấy thôi. Nếu lúc ấy ngươi không giải trừ chấp niệm trong lòng thì kiếm của ta đã lấy mạng ngươi rồi. Diệp Quân cười cười rồi tò mò hỏi, tiền bối cũng là kiếm tu. Tuế Tuế gật đầu, chủ tu kiếm. Diệp Quân nói ngay, xin được chỉ giáo. Tuế Tuế cười, đương nhiên, vẫn chưa rèn luyện xong mà. Diệp Quân, tiếp tục nào. Rồi vung kiếm đâm tới. Thời không lập tức biến thành hàng loạt ô vuông. Trồng chất thời không. Nén thời không. Nhất giới tuế nguyệt. Đi liền một mạch như nước chảy mây trời. Hư không bắt đầu biến mất. Một đường chém lấy đi 200 triệu năm tuổi thọ. Khi đột phá cảnh giới và lột xác kiếm ý để chịu được sức mạnh tuế nguyệt và thời không, hắn không cần dùng kiếm thanh huyên cũng có thể chém ra hiệu ứng này. Tương tự, Tuế Tuế cũng đáp trả bằng kiếm. Quỳnh! Đất trời vỡ tan, Diệp Quân bay ngược lại mấy trăm nghìn trượng, vừa dừng lại thì kiếm ý vỡ nát. Hắn hết hồn. Kiếm ý vô địch của hắn đã lột xác vậy mà vẫn không thể ngăn được kiếm của cô gái này ư. Tuế Tuế không tiếp tục ra tay mà chấp kiếm đặt ra sau lưng, nói, ngươi vẫn còn thiếu một thứ. Diệp Quân, là gì? Tuế Tuế, tâm khí. Diệp Quân càng không hiểu. Tuế Tuế chậm chậm đi tới, kiếm ý của ngươi được lập nên từ nền tảng rất cao, nhưng lại không có gì để chống đỡ. Diệp Quân rơi vào im lặng. Nền tảng ư? Kiếm ý của hắn được xây dựng từ cái gì? Đương nhiên là vô địch. Nhưng khi không có gì để chống đỡ nó, đường kiếm vung ra sẽ không có khí thế và tâm ý vô địch. Hắn bỗng nhớ lại Diệp Tu Nhiên từng nói, thứ nhất là phải thuần túy, thứ nhì là kiếm ý của ngươi ra hình ra dạng nhưng không có cái thần. Nói cách khác, ngươi thiếu tinh thần bộc lộ mũi nhọn. Người trẻ tuổi phải phấn chấn, nhiệt huyết, phải khí phách dám chọc đến mây xanh. Tinh thần. Diệp Quân nhìn thanh kiếm trong tay, bất chợt tỉnh ngộ. Kiếm ý đã lột xác nhưng người thì chưa. Thân là kiếm tu, cho dù có phải đối mặt với cha hay ông nội thì vẫn phải có khí thế và tâm thái vung kiếm chém chết người. Nói đơn giản hơn thì đánh có thể không lại, nhưng khí thế tuyệt đối không thua. Tuế Tuế dừng bước, cười nói với hắn, đến đây. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, không nói không rằng vung kiếm. Xoẹt! Tuế Tuế tùy tiện vung tay. Ầm! Kiếm ý vỡ vụn, Diệp Quân chưa kịp phản ứng đã bị một thanh kiếm gác ngang cổ. Hắn im thin thít. Tuế Tuế thu kiếm về, tâm khí chưa đủ, tiếp tục. Nhưng Diệp Quân không vung kiếm nữa mà nhắm mắt lại, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đầu. Chiếc váy trắng thân quen. Số lần cô vung kiếm từ trước đến giờ không nhiều cũng không ít, mà bà ấy làm vậy với tâm thế ra sao? Miệt thị ư? Không. Đó là xem thường, như một vị thần nhìn con kiến bé nhỏ. Khi bà vung kiếm thì đối phương đã là người chết trong mắt bà. Hắn không làm được như cô, nhưng có thể học tập theo bà. Chưa mạnh bằng thì cứ làm bộ thôi. Hắn mở mắt nhìn quan chấp hành, cô ta trong mắt hắn bây giờ đã không còn là người khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng, mà chỉ là một phiên bản lòe loẹt hơn của Tịnh An. Nghĩ vậy, tâm cảnh của hắn quả nhiên thay đổi. Diệp Quân vung kiếm. U. Tiếng kiếm minh vang vọng đất trời. Trồng chất thời không. Nén thời không. Khí thế đã mạnh hơn trước rất nhiều. Tuế Tuế cũng lại hờ hững vung kiếm, một lần nữa đập nát kiếm ý vô địch của Diệp Quân, mũi kiếm đặt giữa trán hắn. Diệp Quân cứng đờ. Tuế Tuế cười, kiếm thế đã thay đổi, nhưng không có nghĩa là ngươi đã tiến bộ. Muốn đánh bại ta là phi thực tế. Nhưng đây cũng là một khởi đầu tốt, khi ngươi nhận ra kiếm đạo của mình còn thiếu những gì.
Kế tiếp cứ không ngừng tôi luyện để phát triển, xây dựng nền tảng của mình. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Tuế Tuế thu kiếm về, tiếp tục. Diệp Quân tò mò hỏi, ta không phải người của Văn Minh Thiên Hành, vì sao tiền bối vẫn bằng lòng chỉ điểm? Tuế Tuế mỉm cười, ta giúp ngươi là để kết thiện duyên, biết đâu sau này ngươi giúp lại được Văn Minh Thiên Hành chúng ta. Diệp Quân không đáp. Tuế Tuế tiếp tục, nếu kết thành thiện quả thì tốt, không thì cũng không sao. Trên đời này làm sao có thể được như ý trong mọi chuyện. Chúng ta chỉ cần không thẹn với lòng, ngoài ra đừng nghĩ nhiều. Không thẹn với lòng. Diệp Quân bỗng chốc cảm thấy kính phục, bèn thi lễ, thọ giáo. Tuế Tuế mỉm cười, tiếp tục. Diệp Quân lại vung kiếm, lần này không dùng kiếm kỹ thời không mà chuyển sang nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm kỹ hắn gần như đã quên. Lần này, trong mắt Tuế Tuế hiện ra vẻ kinh ngạc. Nhất kiếm định sinh tử. Diệp Quân vẫn nhớ câu nói của cô váy trắng khi dạy hắn kiếm kỹ này, ta xuất ra kiếm này, ta muốn con sống thì con được sống, ta muốn con chết thì con phải chết. Sống chết chỉ trong một kiếm. Nhát kiếm này là một sự miệt thị. Đương nhiên, hiện giờ hắn không thể làm được sự miệt thị này, với thực lực hiện tại của hắn, khi đối đầu với Tuế Tuế cô nương này, nếu hắn miệt thị cô ta thì đó không phải tự tin, mà là ngu xuẩn. Vì thế hắn đã thay đổi. Nhất kiếm quyết sinh tử. Nhát kiếm này mà xuất ra không phải ngươi chết, chính là ta chết. Ta không có khả năng định sinh tử của cô, nhưng ta vẫn có khí phách quyết sinh tử với cô. Thật ra hắn cũng từng thay đổi kiếm kỹ này, nhưng khi ấy không đủ tâm cảnh, lại thêm chút hoa hòe hoa sói, vì thế mãi chẳng đổi được. Bây giờ hắn đã tìm ra vấn đề của bản thân, kiếm ý cũng trở nên thuần khiết hơn một chút nên hắn lại dùng để tu luyện. Khi Diệp Quân vung kiếm, kiếm thế thoáng chốc đã thay đổi, kiếm thế như sấm sét, cả hư không rung chuyển, sau đó nứt ra như mặt băng, vết nứt nhanh chóng lan ra xung quanh. Mà lúc này, Tuế Tuế cũng xuất kiếm. Giống như trước đây, nhát kiếm này của cô ta vẫn rất bình thường, thậm chí không thể cảm nhận được bất kỳ kiếm thế và kiếm ý nào. Nhưng khi nhát kiếm này của cô ta vung ra, kiếm thế của Diệp Quân thoáng chốc bị áp chế lại ngay, nhưng lần này Diệp Quân không lùi bước. Mũi kiếm nối mũi kiếm. Rắc. Đột nhiên, ý kiếm của Diệp Quân xuất hiện vết nứt càng lúc càng lớn, một lúc sau, vết nứt lan ra toàn thân kiếm. Nhưng không vỡ. Nhìn thấy cảnh này, trên khuôn mặt yêu kiều của Tuế Tuế hiện lên nụ cười, cũng được đấy. Nói xong cô ta thu kiếm lại, đặt sau lưng mình. Diệp Quân nhìn ý kiếm trong tay, trên mặt cũng hiện lên ý cười. Tuy rằng kiếm của hắn vẫn không thể đánh bại Tuế Tuế cô nương, nhưng ít nhất nó đã mạnh hơn trước rất nhiều. Hắn đã tìm được cảm giác rồi. Dù là tâm khí hay khí thế đều không thể hình thành trong một sớm một chiều, nó cần một quá trình. Từ khi gặp Diệp Thu Nhiên, thật ra hắn vẫn luôn tìm kiếm thay đổi, từ đó đến nay, thực lực và kiếm đạo của hắn cũng có sự tiến bộ đáng kể, đương nhiên kẻ địch của hắn cũng trở nên mạnh hơn, thậm chí còn có kẻ mạnh hơn nữa. Hắn buộc phải nắm bắt mọi cơ hội để nâng cao bản thân. Diệp Quân gạt mọi suy nghĩ, nhìn Tuế Tuế rồi hơi khom người nói, tiền bối, xin được chỉ giáo. Tuế Tuế vốn định tạo quan hệ tốt, thấy Diệp Quân lễ phép khiêm tốn như vậy, đương nhiên cô ta vui vẻ đồng ý, được. Vì vậy khoảng thời gian sau đó, ngày nào Diệp Quân cũng thực chiến với Tuế Tuế. Nền văn minh thiên hành. Diệp Quân không thể che giấu chuyện mình tham gia cuộc thí luyện quan chấp hành đứng đầu, lúc này cường giả của nền văn minh thiên hành đều đã biết. Thế là vô số cường giả nền văn minh thiên hành đã tới lối vào của cuộc thí luyện quan chấp hành đứng đầu. Lúc này, Thượng thần Thiên Vân và Thượng thần Thiên Huyên đều đang đứng ở lối vào nơi thí luyện. Thấy họ, sắc mặt các cường giả nền văn minh thiên hành đều trở nên hơi khó coi. Thượng thần Thiên Huyên nhìn các cường giả nền văn minh thiên hành với vẻ mặt không cảm xúc, có chuyện gì? Mọi người vâng vâng dạ dạ, không dám nói gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, một ông lão lớn tuổi chậm rãi đi ra, ông ta cung kính hành lễ trước hải thượng thần trước rồi nói, hai vị thượng thần, ta nghe nói Diệp Quân đang tham gia cuộc thí luyện quan chấp hành đứng đầu à? Thượng thần Thiên Vân gật đầu, ừm.
Ông lão do dự một chút rồi bảo, ý hai vị thượng thần thế nào? Thượng thần Thiên Vân lại gật đầu. Mặc dù ông lão đã sớm dự đoán được điều này, nhưng thấy thượng thần Thiên Vân gật đầu thừa nhận, ông ta vẫn không khỏi phẫn nộ bất bình. Hai vị thượng thần, cuộc thí luyện quan chấp hành đứng đầu là truyền thừa cốt lõi của nền văn minh thiên hành ta, sao có thể để cho một kẻ ngoại tộc tới thí luyện được? Không phải người tộc ta thì sẽ có ý đồ khác. Huống hồ hôm đó Diệp Quân còn tàn sát vô số cường giả của nền văn minh thiên hành chúng ta, hắn là kẻ xấu. Nói đến vế sau, ông ta càng đau lòng khôn xiết, nếu không vì dè chừng thực lực khủng khiếp của hai vị trước mắt thì có lẽ ông ta đã điên cuồng chửi mắng bọn họ là kẻ bán nước rồi. Các cường giả nền văn minh thiên hành còn lại liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thượng thần Thiên Huyên nhìn ông lão đó, Cố Khâm, ta nhớ mục tướng cùng một ruột với ông đúng không? Sắc mặt ông lão tên Cố Khâm hơi thay đổi, thượng thần, ta và mục tướng đúng là một ruột, nhưng hôm nay ta tới đây không phải vì mục tướng, mà vì nền văn minh thiên hành chúng ta. Cuộc thí luyện quan chấp hành đứng đầu ấy chỉ có người xuất sắc nhất của nền văn minh chúng ta mới được vào, hắn là người của nền văn minh ngoại tộc tại sao lại được vào? Chúng ta không phục. Thượng thần Thiên Huyên nhìn Cố Khâm, ngươi không phục. Cố Khâm bị bà ta nhìn sởn gai ốc, nhưng lúc này ông ta đã không còn đường lui. Chỉ có thể kiên quyết tới cùng, đúng. Nói xong ông ta lại thấy không tự tin lắm, thế là bổ sung thêm một câu, không chỉ ta mà tất cả người dân phía sau ta đều không phục. Thượng thần Thiên Huyên nhìn Cố Khâm và nhóm người, nữ kiếm tiên váy trắng kia vẫn còn số đấy. Nghe thế, sắc mặt nhóm người và Cố Khâm đều thay đổi rõ rệt. Nữ kiếm tiên váy trắng. Ngày hôm đó bọn họ đã bị nhát kiếm ấy đè phục sát đất, không thể cử động được. Lần đó là lần bọn họ cận kề cái chết nhất. Người phụ nữ đó vẫn sống. Cố Khâm và nhóm người nhìn xung quanh, cơ thể run rẩy. Người phụ nữ đó thật sự quá đáng sợ. Đã để lại bóng đen tâm lý cho họ. Thượng thần Thiên Huyên lại nói, nếu chư vị không phục thì đánh với bà ta một trận đi. Nói rồi bà ta nhìn vào Cố Khâm. Cố Khâm cười gượng, thượng thần nói đùa. Ta không phải đối thủ của bà ta đâu. Thượng thần Thiên Huyên nhìn Cố Khâm không nói gì. Tới lúc này sao Cố Khâm còn không hiểu. Thượng thần Thiên Vân và Thượng thần Thiên Huyên đã quyết tâm lôi kéo tên Diệp Quân kia. Nếu bây giờ ông ta còn kiên quyết nữa thì sợ rằng sau này nền văn minh thiên hành sẽ chẳng thể sống được nữa. Nghĩ tới đây, ông ta nói, tốt quá, đây đúng là chuyện tốt. Nghe Cố Khâm nói thế. Các người của nền văn minh thiên hành đều nghi hoặc. Thượng thần Thiên Vân và Thượng thần Thiên Huyên cũng hơi khó hiểu. Cố Khâm quay người nhìn nhóm người phía sau mình rồi nghiêm mặt nói, chư vị nghĩ thử xem, nữ kiếm tiên váy trắng ấy chỉ cần một nhát kiếm đã dễ dàng phá được toàn bộ trận pháp của nền văn minh thiên hành chúng ta, còn suýt chút nữa hủy được thần cảnh thiên hành của chúng ta, thực lực của bà ta phải đáng sợ nhường nào chứ? Cường giả này không thể nào ở nền văn minh bình thường được. Rất có thể bà ta đến từ nền văn minh vũ trụ cấp 6. Nền văn minh vũ trụ cấp 6. Lời này vừa cất lên, mọi người đều xôn xao. Cố Khâm nói tiếp, mà bà ta là người sau lưng Diệp Quân, mọi người hiểu ý ta không? Mọi người đều lắc đầu, họ đã bị ông ta làm cho choáng váng. Cố Khâm nghiêm túc nói, Diệp Quân và Nhất Niệm đã thành thân. Nghiêm túc mà nói. Hắn đã được coi là một nửa người của nền văn minh thiên hành, nếu bây giờ hắn vượt qua cuộc thí luyện quan chấp hành đứng đầu thì sẽ là người của mình. Mà nữ kiếm tiên váy trắng là người phía sau hắn, nói cách khác, nữ kiếm tiên váy trắng đó chính là người phía sau nền văn minh thiên hành chúng ta, lời to rồi. Mọi người! Thượng thần Thiên Vân và Thượng thần Thiên Huyên cũng đờ người tại chỗ. Lúc này, có người đột nhiên nói, nhưng nền văn minh thiên hành ta có thần pháp, không thể liên hôn với ngoại tộc, Diệp Quân là ngoại tộc. Cố Khâm ngăn người đó nói tiếp, trầm giọng bảo, sau này không được nói những lời gây mất đoàn kết thế này nữa. Người đó. Cố Khâm tiếp tục nói, chư vị, dù chúng ta có thừa nhận hay không thì chúng ta cũng không đánh lại được người ta. Nhất là bây giờ, thiên hành chủ đã bị mắc kẹt, quan chấp hành đứng đầu và các cường giả hàng đầu đều ở vũ trụ vô gian. Nếu bây giờ chúng ta lại chọc giận cường giả tuyệt thế không rõ nữa thì chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Mọi người im lặng. Cố Khâm lại nói, không phải chúng ta không có lựa chọn, chúng ta có thể lựa chọn thân thiện,
chỉ cần chúng ta thân thiện thì chúng ta sẽ ít đi một kẻ địch, thêm một đồng minh. Nhưng nếu tiếp tục thù địch thì trong các vị có ai có thể đánh được với nữ kiếm tiên váy trắng đó? Mọi người vẫn im lặng. Nữ kiếm tiên váy trắng, đến Thượng Thần Thiên Vân và Thượng Thần Thiên Huyên cũng không đánh lại được. Thì ai có thể đánh được với bà ấy? Cố Khâm khẽ thở dài, đánh không lại thì gia nhập vậy. Mọi người. Cố Khâm quay người lại, cung kính hành lễ với Thượng Thần Thiên Vân và Thượng Thần Thiên Huyên, hai vị Thượng Thần, lúc trước là ta tầm nhìn hạn hẹp nên đã đắc tội, mong hai vị Thượng Thần tha thứ. Nói xong ông ta lại cung kính hành lễ lần nữa rồi quay người nhìn mọi người, đi. Chẳng mấy chốc, dưới sự dẫn dắt của Cố Khâm, các cường giả nền văn minh đều lui đi. Sau khi nhìn Cố Khâm và mọi người rời đi, trong mắt Thượng Thần Thiên Huyên thoáng qua vẻ phức tạp, bây giờ bọn họ cũng khá tỉnh. Thượng Thần Thiên Vân nói, sở dĩ bây giờ họ tỉnh như vậy là vì đã bị đánh, rất nhiều lúc chỉ có đau đớn mới tỉnh ngộ được. Thượng Thần Thiên Huyên im lặng. Thượng Thần Thiên Vân mỉm cười, thật ra chuyện này cũng không phải chuyện xấu đối với nền văn minh thiên hành chúng ta. Thượng Thần Thiên Huyên quay đầu nhìn Thượng Thần Thiên Vân, Thượng Thần Thiên Vân nói tiếp, bởi vì ta nhìn thấy sự kính sợ từ trong mắt họ, trước nay không hề có điều này. Nếu một nền văn minh không có lòng tôn kính thì sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong. Thượng Thần Thiên Huyên gật đầu, nhưng không nói gì. Thượng Thần Thiên Vân nói, chẳng phải nội các thiếu một tướng sao? Bà thấy Cố Khâm này thế nào? Thượng Thần Thiên Huyên nói, không có vấn đề gì. Thượng Thần Thiên Vân gật đầu, vậy để ông ta giữ chức này đi. Bây giờ thiên hành chủ và quan chấp hành đứng đầu đều không ở đây, đương nhiên bọn họ là chủ của nền văn minh thiên hành. Ở một nơi nào đó. Khi Cố Khâm biết Thượng Thần Thiên Vân và Thượng Thần Thiên Huyên đề cử mình làm tướng nội các thì sững người tại chỗ. Hạnh phúc đến quá bất chợt. Vì là thời kỳ đặc biệt nên ông ta lên nhậm chức luôn. Có Thượng Thần Thiên Vân và Thượng Thần Thiên Huyên ủng hộ, mọi người trong nền văn minh thiên hành cũng không ai phản đối. Sau khi Cố Khâm lên chức thì tổ chức lại nội các, thành lập một lớp hoàn toàn mới, mà mệnh lệnh đầu tiên ông ta đưa ra là, sau này trong nền văn minh thiên hành, bất kỳ người dân nào cũng không được nói lời gây mất đoàn kết. Trong thời không hư vô. Diệp Quân vẫn đang chiến đấu với quan chấp hành đứng đầu Tuế Tuế, nói chính xác hơn là bị đánh. Tuy rằng thực lực của hắn tăng lên đáng kể, nhưng vẫn chênh lệch rất lớn với quan chấp hành đứng đầu Tuế Tuế trước mắt này, mà Tuế Tuế đã nương tay lắm rồi, nếu không hắn còn thảm hơn nữa. Có điều trong quá trình bị đánh này, hắn đã thu hoạch được rất nhiều, chẳng hạn như hiện giờ một nhát kiếm của Tuế Tuế đã chẳng thể phá vỡ kiếm ý vô địch của hắn được nữa. Ngoài ra, uy lực nhất kiếm định sinh tử của hắn cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là tâm khí, khí thế, sự tự tin. Trong lúc đấu với Tuế Tuế, tuy hắn vẫn không thể đánh bại cô ta, nhưng hắn ngày càng tự tin hơn, ý nghĩ muốn lật đổ cha già và ông nội lại xuất hiện. Bây giờ chưa làm được không phải điều đáng sợ là đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Dám nghĩ còn phải dám làm. Mỗi lần nghĩ tới việc một ngày nào đó đè được cha và ông nội xuống đất để đánh, Diệp Quân lại vô cùng phấn khích, giống như bị hắt máu gà. Trong lúc chiến đấu với Diệp Quân, thật ra Tuế Tuế cũng hơi ngạc nhiên. Bởi vì từ khi bắt đầu đến giờ, Diệp Quân tiến bộ rất nhanh, nhất là kiếm ý, so với lúc đầu, hiện tại đã khác biệt một trời một vực. Tài năng và ngộ tính của Diệp Quân khiến cô ta rất bất ngờ. Không biết qua bao lâu, Tuế Tuế đột nhiên dừng lại. Cười nói, cửa ải này tới đây thôi. Diệp Quân nhìn Tuế Tuế, ngạc nhiên hỏi, ải thứ nhất. Tuế Tuế gật đầu, quan chấp hành đứng đầu có tổng cộng 3 ải. Ải thứ nhất là tuyệt vọng, sở dĩ muốn khiến người vượt ải rơi vào tuyệt vọng là vì muốn xem khi tuyệt vọng họ sẽ lựa chọn thế nào, và cả tâm lý của họ lúc ấy nữa. Diệp Quân nói, thì ra là vậy. Ải thứ hai thì sao ạ? Tuế Tuế mỉm cười, đi theo ta. Nói rồi cô ta cất kiếm ra sau lưng, quay người đi về hướng xa xa. Diệp Quân cũng vội vàng cất kiếm rồi đi theo. Hai người đi về phá ánh sáng nơi xa. Diệp Quân nhìn Tuế Tuế bên cạnh rồi nói, tiền bối, người có phải bản thể không? Tuế Tuế nhìn hắn khẽ cười, người đang muốn hỏi ta còn sống hay đã chết à? Diệp Quân gật đầu, vâng,
Tuế Tuế cười tinh nghịch, bí mật. Diệp Quân. Tuế Tuế nhìn về nơi xa, nhẹ nhàng nói, mỗi đời quan chấp hành đứng đầu đều có trách nhiệm của mình, ta cũng có trách nhiệm của ta. Trách nhiệm. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phương xa, sao hắn lại không có trách nhiệm của mình chứ? Tuế Tuế đột nhiên nói, ta hơi tò mò, ngươi không phải quả thì vì sao người ngoài kia lại cho ngươi vào đây? Chắc chắn có nguyên nhân gì đó đúng không? Diệp Quân gạt mọi suy nghĩ, đáp lời, ta thành thân với một người ở đây. Tuế Tuế chợt mở to mắt, ồ hổ. Diệp Quân. Tuế Tuế nhìn thẳng vào Diệp Quân, đôi mắt to chớp chớp, thật hả? Diệp Quân gật đầu. Tuế Tuế giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Diệp Quân. Tuế Tuế lại nói, nền văn minh của ta khá kiêu ngạo, thật ra người chỗ này của chúng ta cũng rất kiêu ngạo, vì thế bọn ta rất bài trừ ngoại tộc, có phần coi thường nền văn minh bên ngoài. Không ngờ ngươi lại có thể thành thân được với người của chúng ta, đúng là rất lợi hại. Diệp Quân cười, nói thật, bởi vì một số nguyên nhân mà ta rất ghét người của nền văn minh thiên hành, nhưng không phải tất cả người ở đây đều xấu, cũng có một số người rất tốt, như tiền bối. Tuế Tuế khẽ mỉm cười, nền văn minh nào cũng có người tốt người xấu mà. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Lúc này, một tinh môn xuất hiện ở phía xa. Tuế Tuế dẫn Diệp Quân đi tới trước tinh môn ấy rồi quay đầu nhìn hắn, cười hỏi, muốn biết ải thứ hai này là gì không? Diệp Quân gật đầu, rất tò mò. Tuế Tuế nói, đi vào sẽ biết thôi. Diệp Quân nhìn Tuế Tuế, người vẫn là chủ khảo à? Tuế Tuế lắc đầu, không phải. Diệp Quân chần chừ một chút, sau khi ta đi vào, sau này chúng ta có còn cơ hội gặp lại không? Tuế Tuế khẽ mỉm cười, gặp nhau là có duyên, không gặp là không có duyên. Diệp Quân cười bảo, vậy chờ ta đi ra, có thời gian sẽ tới gặp người. Tuế Tuế hơi giật mình, cười đáp, được. Diệp Quân quay lại, đi về phía tinh môn. Sau khi Diệp Quân đi vào tinh môn, Tuế Tuế nhẹ nhàng nói, duyên. Thì ra không phải chỉ có tùy duyên mà còn có thể cầu duyên. Tuế Tuế lắc đầu cười, một kiếm tu thú vị. Nói xong cô ta lại nhìn Diệp Quân nơi xa, chờ một chút. Xa xa, Diệp Quân đang chuẩn bị vào tinh môn chờ dừng lại, hắn quay lại nhìn Tuế Tuế, cô ta xòe tay, thanh bội kiếm trong tay cô ta bay tới trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân hơi khó hiểu. Tuế Tuế nói, cho ngươi mượn đấy, dùng xong thì trả cho ta. Diệp Quân nhìn Tuế Tuế, không từ chối, cầm kiếm của Tuế Tuế lên. Kiếm rất bình thường, là một thanh thiết kiếm nhưng khá nhẹ, không được làm từ chất liệu đặc biệt gì, cũng không có công năng gì đặc biệt. Diệp Quân cười nói, cảm ơn. Nói rồi như nghĩ tới điều gì, hắn lại hỏi, trước đây khi ở ngoài ta nghe nói quan chấp hành đứng đầu nền văn minh thiên hành đời này rất mạnh, có phải vậy không? Tuế Tuế gật đầu, rất yêu nghiệt, ngoài quan chấp hành đứng đầu phục võ ra thì người ấy là mạnh nhất. Còn người ấy và phục võ ai mạnh hơn ai thì ta không biết. Diệp Quân hơi tò mò, nền văn minh thiên hành có tổng cộng bao nhiêu quan chấp hành đứng đầu vậy ạ? Tuế Tuế đáp, thêm ta nữa là 5 người. Diệp Quân sửng sốt, ít vậy ư? Tuế Tuế cười, muốn trở thành quan chấp hành đứng đầu là rất khó. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ từ trước đến nay nền văn minh thiên hành chỉ có 5 quan chấp hành đứng đầu. Lúc này, Tuế Tuế chợt nghiêm túc, thật ra, ta cũng rất mạnh đấy. Diệp Quân giật mình rồi cười bảo, ta đã nhìn ra rồi. Tuế Tuế nhoẻn miệng cười, cố lên. Diệp Quân cười, được. Nói xong hắn giơ kiếm trong tay lên, đa tạ kiếm của người, ta cũng có một thanh kiếm, sau này có cơ hội cũng sẽ cho người mượn chơi. Tuế Tuế gật đầu, được. Diệp Quân không nói gì nữa, xoay người đi vào tinh môn. Nhìn Diệp Quân biến mất trong tinh môn, Tuế Tuế khẽ cười, xoay người rời đi. Sau khi Diệp Quân đi qua tinh môn thì tới một vùng tinh không vô tận, ngẩng đầu nhìn lên, tinh không như một vực sâu cực lớn, ánh sao mờ mịt, bốn phía tĩnh lặng như tờ. Diệp Quân trở nên cảnh giác. Hiện giờ hắn đã không còn coi thường cuộc thí luyện quan chấp hành đứng đầu này nữa, mà hắn cũng không dám coi thường, bởi vì thật sự là một kiếp nạn. Lúc này Diệp Quân nhìn về phía trước, cuối tầm mắt hắn có một ngôi sao chợt lóe, sau đó ngôi sao ấy bay qua thời không, xuất hiện trước mặt hắn.
ánh sao tản đi, một người đàn ông bước ra. Người đàn ông mặc áo bào trắng, nhìn bề ngoài thì vẫn còn trẻ, khoảng ngoài 20, mặt mày tuấn tú, khí chất ngời ngời. Diệp Quân thầm cảnh giác, chỉ cần là quan chấp hành đứng đầu thì đều vô cùng đáng sợ. Người đàn ông nhìn Diệp Quân, nhíu mày hỏi, người không phải người anh nơi đây. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Quân, bọn họ cho ngươi vào à? Diệp Quân lại gật đầu. Người đàn ông chợt thấy hứng thú, ngươi không phải người nơi đây mà họ lại cho ngươi vào, ngươi làm như thế nào vậy? Diệp Quân đáp, ta không phải người nơi đây, nhưng ta thành thân với người của các ngươi. Hả? Người đàn ông rất ngỡ ngàng, ngươi thành thân với người của chúng ta ư? Diệp Quân gật đầu. Người đàn ông ngày càng hứng thú, bọn họ đồng ý. Diệp Quân nói, ban đầu không đồng ý, sau đó chúng ta đánh nhau, có lẽ bây giờ họ đã đồng ý rồi. Người đàn ông quan sát Diệp Quân rồi hỏi, ngươi mời người đánh hộ đúng không? Diệp Quân. Thấy vẻ mặt Diệp Quân, người đàn ông cười bảo, thực lực của ngươi không tồi, nhưng không thể đánh bại đám người ngoài kia được. Diệp Quân đổi chủ đề, tiền bối là quan chấp hành đứng đầu ạ. Người đàn ông gật đầu, bố Huyền, quan chấp hành đứng đầu đời thứ hai. Diệp Quân hơi tò mò, hình như tiền bối và tuế tuế tiền bối không có địch ý với nền văn minh ngoại tộc lắm. Người đàn ông cười, họ cũng không có địch ý với nền văn minh bên ngoài đâu, chỉ đơn giản là coi thường thôi. Nhưng điều này cũng là bình thường, bất kỳ nền văn minh nào phát triển tới độ quá nhanh cũng sẽ coi thường nền văn minh khác, cho đến khi gặp nền văn minh mạnh hơn mình. Bây giờ bọn họ coi trọng ngươi chỉ vì người mạnh, hoặc là người phía sau ngươi mạnh thôi. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Người đàn ông nói tiếp, nếu họ đã đồng ý cho ngươi vào thì có nghĩa là hiện giờ họ đã coi ngươi là người của mình, hơn nữa ngươi có thể qua được ải của Tuế Tuế, còn có được kiếm của cô ấy thì có nghĩa là cô ấy cũng rất coi trọng ngươi. Vì thế, ta sẽ không ra tay quá ác với ngươi, nhưng vẫn phải đi theo quy trình. Diệp Quân lưỡng lự rồi hỏi, thế này có được coi là gian lận không ạ? Người đàn ông cười trả lời, có. Diệp Quân. Người đàn ông lại nói, ngươi không muốn gian lận cũng được, dù sao ta cũng không có ý kiến. Diệp Quân suy nghĩ rồi bảo, ta muốn thử không gian lận. Người đàn ông nhìn Diệp Quân, ngươi chắc chứ? Diệp Quân gật đầu, chắc, ta muốn dựa vào chính thực lực của mình. Hắn còn chưa nói xong. Bố Huyền trước mặt đã bất chợt tung quyền. Vẻ mặt Diệp Quân thay đổi, y đúng là không quan tâm đến võ đức. May mà hắn vẫn luôn thầm đề phòng, vì thế khi người đàn ông xuất quyền, hắn cũng xuất kiếm. Kiếm ý dâng lên như thủy triều. Nhưng sau một quyền của người đàn ông, mọi kiếm ý đều bị áp chế, tiếp đó hắn cảm thấy ngực mình như bị cây búa ngàn cân đập vào. Ầm. Diệp Quân bay ra ngoài, khi bay ra, cơ thể hắn bắt đầu nổ tung. Khi dừng lại, cơ thể hắn đã hoàn toàn vỡ nát, chỉ còn lại linh hồn, mà linh hồn cũng cực kỳ hư ảo. Hắn đớ người. Xa xa, bố Huyền nắm chặt tay phải, tinh không dung chuyển dữ dội, vô số ngôi sao hóa thành tinh quang bay vào bàn tay phải của y. Ngay tức khắc, một luồng uy áp hủy diệt thiên địa lan ra từ nơi sâu tinh không vũ trụ. Khi bố Huyền định ra tay lần nữa thì Diệp Quân hét lên, ta đổi ý rồi. Nghe lời này của Diệp Quân, tay phải của bố Huyền từ từ thả lỏng, quyền thế đáng sợ lan rộng khắp đất trời lập tức rút đi như thủy triều. Tinh không bình thường trở lại. Diệp Quân nhìn linh hồn mình cười khổ. Sức mạnh của quyền này quá khủng khiếp. Hắn vẫn còn đánh giá quá thấp quan chấp hành đứng đầu nền văn minh thiên hành này. Nơi xa, bố Huyền quan sát Diệp Quân rồi nói, đừng cười khổ nữa, nhận trực tiếp một quyền của ta mà vẫn còn sống. Người đã lợi hại lắm rồi. Nụ cười của Diệp Quân càng thêm chua chát. Bố Huyền cười, người mới tu luyện bao lâu? Ta đã tu luyện ít nhất mấy trăm triệu năm rồi, trong khoảng thời gian ấy ta đã chiến đấu cùng vô số cường giả hàng đầu của vũ trụ, dù là tu vi hay kinh nghiệm chiến đấu thì cũng không phải điều mà ngươi của hiện giờ có thể so sánh được. Diệp Quân đột nhiên nói, tiền bối, khi quan chấp hành đứng đầu đời này vào, mọi người có cho phép gian lận không? Nụ cười của bố Huyền dần biến mất, trên mặt hiếm thấy có sự nặng nề, không? Không cho phép gian lận. Mí mắt Diệp Quân giật giật, trong lòng kinh hãi. Bố Huyền lại nói, bà ấy không như ngươi,
khi bà ấy vào đây thực lực đã mạnh hơn ngươi hiện giờ nhiều rồi, kẻ yếu mà chạy vào đây thì ngươi là người đầu tiên đấy. Diệp Quân. Bố Huyền nói, khôi phục thân thể trước đi đã. Diệp Quân gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tái tạo lại thân thể. Hắn không mang tiểu tháp theo, vì thế lần này hắn cũng phải mất mấy canh giờ mới có thể đúc lại được thân thể, nhìn cơ thể vừa mới thành hình, hắn lắc đầu cười khổ. Thân thể bị hủy hoại đồng nghĩa với việc sức mạnh thể chất của hắn sẽ bị yếu đi rất nhiều. Vẫn phải tu luyện lại. Đúng là thốn hết nói. Lúc này, bố Huyền cách đó không xa lên tiếng, đã gian lận rồi thì ngươi chỉ có một lựa chọn, đó là mua chuộc ta. Mua chuộc. Diệp Quân tưởng mình nghe nhầm. Bố Huyền bĩu môi, vẻ mặt ngươi là thế nào vậy? Chẳng lẽ ta không cần phải sống à? Diệp Quân do dự rồi hỏi, tiền bối, làm thế này liệu có bị ảnh hưởng không tốt không? Bố Huyền đáp, ta không quan tâm. Diệp Quân không nói nên lời. Tên này muốn được hối lộ. Tiểu tháp không ở đây, hắn phải lấy gì để hối lộ y đây? Kẹo hồ lô. Nghĩ tới đây, Diệp Quân nhìn bố Huyền rồi quyết định thử, tiền bối, quê hương ta có một thứ thần kỳ, người nhìn này. Nói rồi hắn xòe tay ra, một cây kẹo hồ lô lơ lửng trước mặt bố Huyền. Mặc dù tiểu tháp không ở đây, nhưng hắn vẫn có nhẫn không gian, trong nhẫn chứa đầy những thứ hắn mang từ hệ ngân hà tới. Bố Huyền nhìn kẹo hồ lô trước mặt, tò mò hỏi, đây là thứ gì? Diệp Quân nghiêm túc đáp, quả đạo hồ lô. Bố Huyền bảo, nói rõ hơn đi. Diệp Quân nghiêm túc nói, sinh ra từ cây bồ đề của hệ ngân hà, 300 triệu năm nở hoa, 300 triệu năm kết quả, rồi 300 triệu năm nữa mới chín. Một cây bồ đề chỉ kết ra được một chùm quả thôi, ăn vào cực kỳ bổ. Bố Huyền nhìn Diệp Quân rồi nhẹ nhàng bóc lớp vỏ kẹo ra. Đang định đưa vào miệng thì nghe Diệp Quân nhắc nhở thứ này cần phải liếm. Liếm để ăn. Bố Huyền cũng không nghĩ nhiều, thè lưỡi ra liếm nhẹ kẹo hồ lô, vị chua chua ngọt ngọt vào miệng, hương vị khá được, nhưng ngoài ra không có chút linh khí nào. Bố Huyền nghi ngờ nhìn Diệp Quân, cực kỳ bổ. Diệp Quân gật đầu, sau khi ăn vào phải 300 năm sau mới có thể thực sự tiêu hóa. Bố Huyền cắn kẹo hồ lô. Sau khi nuốt xuống y nhàn nhạt nhìn Diệp Quân, suýt nữa ta đã tin đấy. Diệp Quân. Bố Huyền lại nói, còn gì khác nữa không? Diệp Quân suy nghĩ rồi đáp, còn. Nói xong hắn đốt lửa, bắt đầu nướng thịt cừu. Hắn biết nền văn minh thiên hành không có sinh vật cừu thế này. Quả nhiên, nhìn thấy Diệp Quân lấy cừu ra, trong mắt bố Huyền hiện lên vẻ tò mò, đây là yêu quái gì? Diệp Quân trả lời, đạo cừu. Cừu. Bố Huyền nhìn con cừu rồi hỏi, cũng đến từ hệ ngân hà à? Diệp Quân gật đầu, đúng thế, con cừu này ăn rồng phượng của hệ ngân hà, là tổ tiên của vạn yêu, có. Bố Huyền nhìn thẳng vào Diệp Quân, nó không có yêu khí. Diệp Quân cười ngượng, ăn ngon lắm, lát nữa người thử xem. Bố Huyền gật đầu, được. Một lúc sau. Diệp Quân đã nướng xong con cừu, sau khi hắn dưới gia vị lên, mùi thơm lập tức sộc lên, hấp dẫn vô cùng. Bố Huyền nhìn con cừu trước mắt, trong mắt hiện rõ vẻ thích thú. Diệp Quân xé một cái đùi cừu đưa cho bố Huyền, ông không khách sáo nhận lấy gặm ngay, gặm xong cười với Diệp Quân bảo, mùi vị rất ngon đấy. Diệp Quân cười. Thực ra cũng không phải cừu ngon, mà là y đã có thể đạt tới cảnh giới không ăn không ngủ. Đột nhiên được ăn thứ chưa ăn bao giờ đương nhiên sẽ cảm thấy ngon miệng. Nói cách một cách đơn giản thì là do mới lạ. Bố Huyền chợt hỏi, có rượu không? Diệp Quân gạt mọi suy nghĩ, cười trả lời, có. Nói rồi hắn lấy ra một chai rượu đưa cho bố Huyền. Bố Huyền nhận lấy rượu, mở ra ngửi rồi bảo, mùi tương. Diệp Quân cười nói, ta mang từ hệ ngân hà tới đấy, loại rượu này rất có tiếng ở hệ ngân hà. Nhưng nghe nói người bán rượu này đều sẽ không uống nó. Bố Huyền hơi tò mò, vì sao? Diệp Quân đáp, người bán rượu này hầu như đều dùng để làm quà tặng. Bố Huyền nhấp một ngụm rồi cau mày. Diệp Quân hỏi, thế nào? Bố Huyền lắc đầu, rượu này không thuần, không hợp với ta. Nói xong y đặt nó sang một bên. Diệp Quân. Bố Huyền rất hài lòng với thịt cừu, chẳng mấy chốc đã ăn hết sạch.
Diệp Quân thực sự hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ người cấp càng cao ở nền văn minh thiên hành lại càng dễ chung sống, ngược lại là những tên nhỏ bé phía dưới, ai nấy đều kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Bố Huyền phủi tay, chúng ta có thể bắt đầu thí luyện được rồi. Diệp Quân cười, ta đã được coi là mua chuộc thành công chưa? Bố Huyền cười ha hả, rồi. Nói rồi y đứng lên nhìn xung quanh, biết đây là nơi nào không? Diệp Quân lắc đầu. Bố Huyền nhìn Diệp Quân, phục võ vực. Diệp Quân nhìn bố Huyền, yên lặng chờ y nói tiếp. Bố Huyền nhìn xung quanh với ánh mắt phức tạp, đây là nơi phục võ quan chấp hành đứng đầu đời đầu tiên từng tu luyện, cũng vì bà ấy mà chức vị quan chấp hành đứng đầu này đã trở thành tối cao vô thượng, không thể xâm phạm trong nền văn minh thiên hành. Diệp Quân nói, tiền bối đó có còn sống không ạ? Bố Huyền gật đầu, còn sống. Diệp Quân nhìn xung quanh, người ấy đang ở đây ạ? Bố Huyền gật đầu, phải. Diệp Quân do dự rồi hỏi, ta đấu với người đó ư? Bố Huyền cười, bà ấy thật sự sẽ đánh chết ngươi đấy. Cũng không đúng, ngươi không phải người của nền văn minh thiên hành, có lẽ bà ấy sẽ không đánh chết ngươi đâu. Diệp Quân hơi thắc mắc. Bố Huyền nhẹ nhàng nói, đây là bí mật của nền văn minh thiên hành, nó là chuyện xảy ra từ rất lâu trước đây rồi. Diệp Quân nói, kể chút đi. Bố Huyền nhìn Diệp Quân, cười, cũng được. Năm xưa quan chấp hành đứng đầu phục võ này đã từng phản bội nền văn minh thiên hành. Nghe điều này, Diệp Quân bỗng thấy hứng thú, phản bội nền văn minh thiên hành. Bố Huyền gật đầu, đúng thế, nguyên nhân là bà ấy yêu một người đàn ông nền văn minh ngoại tộc, nhưng lúc này nền văn minh chúng ta lại không cho phép. Diệp Quân im lặng, hắn đã cảm nhận được nền văn minh thiên hành này bài xích ngoại tộc đến mức nào. Bố Huyền nói tiếp, ban đầu phục võ đã định bỏ trốn cùng người đàn ông ấy, nhưng họ vẫn bị thiên hành chủ đời đó tìm được. Ta không biết quá trình cụ thể, bởi vì lúc đó ta còn chưa ra đời, ta chỉ biết họ nảy ra xung đột, bà ấy dẫn theo 4 vị quan chấp hành, thiên hành chủ dẫn theo 2 thượng thần và 4 vị hồng y thần tướng đại chiến. Trận chiến ấy, 2 vị quan chấp hành đã chết, 3 hồng y thần tướng đã ngã xuống, 2 vị thượng thần chết hết toàn bộ. Nói đến đây, trong mắt hắn hiện lên vẻ phức tạp, trận chiến đó nền văn minh thiên hành ta đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Diệp Quân nói, thiên hành chủ ấy và quan chấp hành đứng đầu phục võ kia thì sao? Bố Huyền nói, quan chấp hành đứng đầu phục võ bị trấn áp tại đây, thiên hành chủ bị thương nặng, không đến 100 năm thì ra đi. Diệp Quân sửng sốt, ra đi. Bố Huyền gật đầu, thực lực của quan chấp hành đứng đầu phục võ vô cùng đáng sợ, trận chiến đó vô cùng khốc liệt, cường giả hàng đầu của nền văn minh thiên hành ta chết gần một nửa. Nói đến đây, y lắc đầu thở dài, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng nền văn minh thiên hành ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Diệp Quân do dự một lúc rồi hỏi, thực lực của quan chấp hành phục võ kia mạnh như vậy, vì sao mọi người không thỏa hiệp một chút mà cứ nhất quyết phải đối đầu đến chết với bà ấy? Bố Huyền hơi bất đắc dĩ, đây cũng là điều ta rất không hiểu. Diệp Quân cạn lời. Bố Huyền nói tiếp, nền văn minh ngoại tộc thì nhất định sẽ rất tệ à? Ta không thấy thế, chẳng hạn như ngươi, ta thấy ngươi rất xuất sắc. Thật đấy, ngươi là một nhân tài. Diệp Quân chợt trở nên cảnh giác. Ông già này có gì đó bất thường. Bố Huyền bỗng hỏi, có biết vì sao ta lại nói những điều này với ngươi không? Diệp Quân lắc đầu ngay, không biết, ta cũng không muốn biết. Bố Huyền nhìn thẳng vào hắn, bởi vì thiên hành chủ đời này bị mắc kẹt ở vũ trụ vô gian, vậy nên phong ấn thiên hành chủ đời đó để lại không được củng cố, vậy nên. Diệp Quân trầm giọng hỏi, bà ấy sắp ra rồi à? Bố Huyền gật đầu, đúng thế, ngươi có căng thẳng không? Diệp Quân hỏi, sao lại là ta căng thẳng hay không? Bố Huynh, Huynh nói cho rõ đi, chuyện này liên quan gì đến ta? Bố Huyền cũng không quan tâm đến xưng hô Diệp Quân gọi, y nhìn thẳng vào hắn rồi nghiêm túc nói, ta và Tuế Tuế ở lại đây có 2 nhiệm vụ, thứ nhất là sát hạch người, đào tạo người ưu tú, thứ hai là bảo vệ phong ấn nơi này. Diệp Quân nói thẳng, người biết thực lực của ta mà, người nghĩ ta có thể trấn áp nổi quan chấp hành đứng đầu phục võ này không? Bố Huyền cười, ngươi nghĩ gì đấy? Sao ta lại để ngươi đi trấn áp quan chấp hành đứng đầu phục võ được? Diệp Quân hơi khó hiểu, vậy thì sao?
Bố Huyền nghiêm túc nói, ta muốn ngươi đi nói chuyện với bà ấy để bà ấy đừng phá. Diệp Quân nói, vì sao người không đi nói chuyện với bà ấy? Bố Huyền bảo, ta sợ chết. Diệp Quân, sợ chết. Mặt Diệp Quân thoáng chốc đen sầm, người tưởng ta không sợ chết à? Bố Huyền cười, quan chấp hành đứng đầu phục võ khá hận con dân, nhưng ngươi không phải con dân, vậy nên ta thấy ngươi có thể nói chuyện với bà ấy được. Diệp Quân hỏi, có lợi gì không? Thấy Diệp Quân đồng ý, bố Huyền lập tức tươi cười, có chứ? Diệp Quân đầy mong đợi. Bố Huyền cười, ngươi đã từng nghe nói tới quả sinh mệnh thiên hành bao giờ chưa? Đó là thần vật tối cao của nền văn minh thiên hành ta, ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này thì ta sẽ tặng ngươi nửa quả miễn phí. Quả sinh mệnh thiên hành. Nửa quả. Sắc mặt Diệp Quân lập tức tối sầm lại, giống như bị dội một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu xuống, sự chờ mong trong nháy mắt hoàn toàn tan biến. Thấy Diệp Quân đen mặt, bố Huyền hơi thắc mắc, ngươi không biết quả sinh mệnh thiên hành à? Diệp Quân bình tĩnh đáp, biết một chút. Bố Huyền trầm giọng giải thích, có lẽ ngươi biết không nhiều, quả này không phải thứ mà quả đạo hồ lô của ngươi có thể so sánh. Ăn một quả sẽ tăng ít nhất 100 triệu năm tu vi. Nó là thần vật tối cao của nền văn minh thiên hành ta, dù chúng ta là quan chấp hành đứng đầu thì 1000 năm cũng mới được phân một quả, ngươi nghĩ xem quý giá nhường nào. Diệp Quân nói, ồ. Sắc mặt bố Huyền cũng tối xuống, y nghiêm túc nói, thật sự rất quý giá đấy. Không phải thứ mà quả đạo hồ lô của ngươi có thể so sánh được đâu. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi hỏi, có thể đổi thứ khác không? Bố Huyền nhìn thẳng vào Diệp Quân, ta thật sự không lừa ngươi, quả này vô cùng quý giá, nếu ngươi ăn một quả, đảm bảo thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Quân nói, ta dị ứng với quả này, không thể ăn nhiều. Dị ứng? Bố Huyền hơi nghi ngờ, trực giác nói cho y biết tên này có điều bất thường. Nhưng y lại không đoán ra được. Diệp Quân lại hỏi, đổi thứ khác được không? Bố Huyền ngẫm nghĩ, sau đó quan sát Diệp Quân, ta có thể giúp ngươi tái tạo thân xác, một thân xác cực kỳ mạnh. Diệp Quân lập tức nổi hứng thú, thân xác thế nào? Nụ cười của bố Huyền dần biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị, thiên hành thể, thánh thể mạnh nhất nền văn minh thiên hành ta. Vừa nghe đã thấy rất lợi hại, Diệp Quân vội vàng gật đầu, được được. Bố Huyền lại nói, chi phí ngươi phải tự lo. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Bố Huyền bảo, ngươi đi nói chuyện với bà ấy trước được không? Diệp Quân lắc đầu ngay, đưa cho ta công pháp trước đã, ta muốn tu luyện trước. Bố Huyền nghiêm túc nói, nếu bà ấy thật sự muốn giết ngươi thì dù ngươi có cải thiện thân xác, chắc cũng không có hiệu quả lắm. Diệp Quân vẫn kiên quyết, ta muốn nâng cấp thân xác trước. Bố Huyền nghĩ rồi gật đầu, được. Nói xong, y xòe tay ra, một quyển trục màu vàng xuất hiện trong tay y, phương pháp tu luyện thiên hành thể. Nói xong, một quyển trục màu vàng hóa thành kim quang bay vào đầu mày Diệp Quân, rất nhanh, vô số thông tin tràn vào đầu hắn. Thiên hành thể. Thánh thể tối cao vô thượng của nền văn minh thiên hành, do một vị thiên hành chủ của nền văn minh thiên hành khi xưa sáng tạo ra. Vị thiên hành chủ này khác với người dân khác, ông khá thích tu luyện thân xác, vì thế đã mất hàng chục triệu năm để nghiên cứu cách cải thiện thân xác, cuối cùng tạo ra phương pháp tu luyện thiên hành thể này. Sau 100 năm tu luyện, ông trở thành người dân mạnh nhất trong lịch sử nền văn minh thiên hành. Mạnh nhất. Chiến đấu hoàn toàn dựa vào liều lĩnh. Nhưng từ sau con dân có thân xác cứng nhất này, công pháp này đã dần biến mất khỏi tầm mắt của nền văn minh thiên hành. Bởi vì người dân của nền văn minh thiên hành đều không muốn tu luyện thân xác, bởi tu luyện thân xác thật sự quá đau đớn. Đương nhiên chủ yếu là họ hoàn toàn không cần thiết phải tu luyện thân xác, đối với họ, thân xác không quá quan trọng, chỉ cần dùng được là được, nền văn minh thiên hành vẫn khá thích đùa với lửa. Một lúc sau, Diệp Quân mở mắt ra, khá là phấn khích, tuy vẫn chưa tu luyện nhưng hắn có thể cảm nhận được thiên hành thể rất lợi hại. Cực kỳ ngầu. Hắn và Ngao Thiên Thiên đều có thể tu luyện, nhất là Thiên Thiên. Cô ấy chú trọng thân xác, nếu tu luyện thiên hành thể, lại có quả thiên hành và tinh thể vĩnh hằng trợ giúp, thân xác của cô ấy chắc chắn sẽ được cải thiện rất nhiều. Nhưng hắn tạm thời không thể tu luyện, bởi vì tinh thể vĩnh hằng và quả thiên hành đều ở trong tiểu tháp, mà tiểu tháp lại không được mang vào, bây giờ tu luyện ở đây,
không có quả thiên hành và tinh thể vĩnh hằng hỗ trợ, không thể tu luyện thành công. Tu luyện thân xác rất tốn tiền. Bố Huyền cười, thế nào? Diệp Quân gật đầu, rất mạnh. Bố Huyền cười lớn, đương nhiên rồi, nó được một vị thiên hành chủ của chúng ta sáng tạo ra đấy, cực kỳ mạnh. Chỉ tiếc là người dân nền văn minh thiên hành đều không thích tu luyện thân xác, vì thế sau này không còn người dân nào mạnh được như vị thiên hành chủ đó nữa. Diệp Quân nói, tiền bối muốn ta nói gì với bà ấy? Nụ cười của bố Huyền dần biến mất, người cũng biết bây giờ thiên hành chủ của nền văn minh thiên hành ta đang mắc kẹt ở vũ trụ vô gian, có thể nói là lúc này nền văn minh thiên hành đang vô cùng khó khăn. Diệp Quân hỏi, ý đồ thật sự của tiền bối là muốn ta nói sự thật cho bà ấy, đúng không? Trong mắt bố Huyền hiện lên vẻ ngạc nhiên, sao người biết? Diệp Quân nói, năm xưa đã đánh tới mức đó rồi, sao bà ấy có thể từ bỏ hận thù đối với nền văn minh thiên hành được? Nếu bây giờ ta đến khuyên bà ấy buông bỏ hận thù, chắc chắn bà ấy sẽ chém chết ta ngay. Hơn nữa ta cũng sẽ không làm điều đó, bởi vì rất vô đạo đức, làm người không thể quá thánh thiện. Khuyên người ta buông bỏ hận thù. Đương nhiên hắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Năm đó nền văn minh thiên hành suýt nữa giết chết đối phương, sau đó còn trấn áp người ta bao nhiêu năm, bây giờ hắn tới khuyên người ta buông bỏ hận thù, vậy thành ra cái gì? Kẻ khuyên người khác rộng lượng đều là kẻ ngu. Bố Huyền khẽ thở dài, ta cũng biết bà ấy không thể nào buông bỏ hận thù với nền văn minh thiên hành được, bởi vậy lần này ta bảo ngươi vào là muốn ngươi thăm dò xem tình hình hiện tại của bà ấy thế nào, để chúng ta còn chuẩn bị. Đương nhiên ta không bảo ngươi vào đó để tìm cái chết, ngươi không phải người dân của nền văn minh thiên hành, khả năng cao bà ấy sẽ không giết người đâu, bà ấy chỉ hận nền văn minh thiên hành. Diệp Quân gật đầu, hy vọng vậy. Bố Huyền nói, đi theo ta. Nói xong y xoay người đi về phía xa. Diệp Quân đi theo. Bố Huyền nhìn Diệp Quân, cười hỏi, ngươi tên là gì? Diệp Quân đáp, Diệp Quân. Bố Huyền dừng bước, xòe tay ra, một lá bùa xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân hơi khó hiểu, đây là thứ gì? Bố Huyền đáp, quyền phù, bên trong có chứa quyền kỹ của ta. Nếu bà ấy thật sự ra tay với ngươi thì ngươi hãy kích hoạt lá bùa này, ta sẽ đưa ngươi ra. Đương nhiên ta cũng chưa giao đấu với bà ấy bao giờ nên không biết thực lực của bà ấy mạnh đến đâu, càng không biết quyền kỹ này của ta có thể ngăn được bà ấy hay không. Diệp Quân trầm giọng, bà ấy là quan chấp hành đứng đầu, tiền bối cũng vậy, cho dù có chênh lệch thì chắc cũng không quá lớn đâu nhỉ. Bố Huyền gật đầu, ta cũng nghĩ vậy. Diệp Quân không nói nên lời. Bố Huyền thở dài, đều là tạo nghiệp cả. Đời trước tạo nghiệp, đời sau gánh chịu, đúng là khốn kiếp. Diệp Quân nói, đây đã là chuyện của đời trước rồi, mà những kẻ đáng chết đời trước đều đã chết gần hết. Vậy nên, chắc bà ấy không đến nỗi trả thù cả đời này chứ. Bố Huyền tiếp lời, ta cũng nghĩ vậy. Diệp Quân. Bố Huyền nhìn về phía xa, nhẹ nhàng nói, tất cả đều là điều chưa biết. Gần đây ta luôn thấy bồn chồn. Luôn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Diệp Quân trầm giọng hỏi, ta có thể không đi không? Bố Huyền đáp, đây là sát hạch cửa ải thứ hai, chỉ cần ngươi đi ra thì sẽ coi như qua ải, ta có thể quyết định. Ngươi cũng có thể không cần thông qua ải thứ ba, trực tiếp qua luôn. Diệp Quân hơi tò mò, qua thì có lợi gì? Bố Huyền nói, truyền thừa, rửa tội. Diệp Quân cau mày, truyền thừa, rửa tội. Bố Huyền cười, đại khái có thể tăng thực lực của ngươi lên từ 5 đến 10 lần. Diệp Quân rung động. Bố Huyền lại nói, hơn nữa ngươi còn có thể tiếp xúc với một số cơ mật cốt lõi của nền văn minh thiên hành. Đương nhiên, ngươi không phải người dân, ta không chắc những người kia có chấp nhận ngươi không, nhưng ta nghĩ có thể được đấy, bởi vì trên người ngươi có biến số. Diệp Quân hơi khó hiểu, biến số. Bố Huyền hỏi ngược lại, ngươi không biết à? Diệp Quân lắc đầu. Bố Huyền cười đáp, nói cách khác tức là có ngươi thì mọi chuyện đều có thể. Diệp Quân trầm giọng, tiền bối nói cụ thể hơn đi. Bố Huyền nghĩ, giống như vốn là thế thua, nhưng nếu ngươi gia nhập thì thế thua ấy có thể sẽ thay đổi. Diệp Quân cau mày. Bố Huyền nói tiếp, thật ra ngươi không chỉ là biến số, còn là một dị số, nếu ngươi gặp được biến số thì sẽ trở thành dị số, thế nào là dị số? Nói một cách đơn giản thì nó vượt ra ngoài mọi đại đạo,
có thể vào bất kỳ thế nào, nhưng sẽ không bị mắc kẹt. Nói tới đây y lắc đầu, đương nhiên ta cũng không dám hoàn toàn xác định, ta không giỏi thuật quan tinh chắc toán lắm, nếu là quan tinh chủ đời đầu thì có lẽ ông ấy sẽ xem được rõ hơn cho ngươi. Diệp Quân hỏi, nền văn minh thiên hành còn có cả xem bói nữa à? Bố Huyền gật đầu, có chứ, quan tinh chủ đời đầu rất đáng gờm, sau này không biết vì sao ông ấy lại rời khỏi nền văn minh thiên hành, mà ông ấy vừa đi, quan tinh điện của nền văn minh thiên hành ngày một tệ đi, đúng là đáng tiếc. Nếu khi xưa ông ấy ở lại thì có lẽ nền văn minh thiên hành đã không xảy ra biến cố ấy. Có lẽ đều là số cả. Nói đến đây, y chợt quay lại nhìn Diệp Quân, ngươi tin vào số phận không? Diệp Quân đáp, ta tin cô. Bố Huyền hơi khó hiểu, cô. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Bố Huyền cười hỏi, cô ngươi mạnh lắm à? Diệp Quân mỉm cười, cũng được, chỉ là chưa thua bao giờ thôi. Bố Huyền. Một lúc sau, Diệp Quân và bố Huyền đến trước một tinh cầu, bố Huyền nhìn tinh cầu ấy, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, bà ấy đang ở bên trong. Diệp Quân quay đầu nhìn bố Huyền, tiền bối có lời khuyên gì cho ta không? Bố Huyền ngẫm nghĩ rồi trả lời, nếu bà ấy thật sự định ra tay với ngươi thì ta khuyên ngươi hãy đầu hàng luôn. Diệp Quân gật đầu, được. Nói xong hắn đi về phía tinh cầu đó. Nhìn Diệp Quân biến mất ở phía xa, bố Huyền khẽ nói, hy vọng phong ấn đừng xảy ra vấn đề gì, nếu không. Khi nói, trong mắt y hiện lên vẻ lo lắng sâu sắc. Diệp Quân đi tới một hải đảo, vừa đặt chân lên đảo, hắn đã nghe thấy tiếng hát từ xa vọng lại. Tuy không hiểu nhưng giọng hát trong trẻo, giai điệu êm tai, tựa như âm thanh đến từ nơi xa xôi khiến lòng người tĩnh lặng. Diệp Quân nhìn về phía xa, ở đó có một cây cổ thụ cao chót vót, tán cây như một chiếc ô che mất nửa hải đảo, mà dưới cây cổ thụ có một người phụ nữ đang ngồi. Người phụ nữ ấy mặc váy dài, trên bộ váy dài có thêu một đôi yêu thú không biết tên, tóc bà ta xõa ra sau lưng, phía dưới được buộc bằng một dải duy băng màu đỏ. Trước mặt bà ta có một nhạc cụ tương tự như đàn tranh. Bởi vì quay lưng lại nên Diệp Quân không nhìn thấy khuôn mặt của đối phương. Quan chấp hành đứng đầu phục võ. Diệp Quân không tiến lên mà yên lặng nghe người phụ nữ trước mặt hát xong. Phải thừa nhận rằng giọng bà ta rất êm tai, cực kỳ trong trẻo, giống như trân châu rơi trên đĩa ngọc. Diệp Quân cũng hơi tò mò về quan chấp hành đứng đầu trong truyền thuyết này. Bởi vì danh tiếng của quan chấp hành đứng đầu là do bà ta tạo ra, hơn nữa từ thái độ của bố Huyền có thể nhìn ra y rất dè chừng quan chấp hành đứng đầu phục võ này. Cuối cùng người phụ nữ cũng hát xong. Không gian trở nên tĩnh lặng. Người phụ nữ cất tiếng hỏi, có chuyện gì? Diệp Quân hơi hành lễ rồi xòe tay ra, một lệnh bài màu xanh chậm rãi bay tới phía sau người phụ nữ, thứ này được Thượng Thần Thiên Vân nhờ ta đưa cho tiền bối. Hắn cũng không biết lệnh bài này để làm gì nên cũng hơi tò mò, sở dĩ hắn đồng ý tới đây cũng không hoàn toàn vì lợi ích từ bố Huyền, mà còn vì Thượng Thần Thiên Vân. Thượng Thần Thiên Vân đưa vật này cho hắn, nhờ hắn đưa cho quan chấp hành đứng đầu phục võ, điều này có nghĩ là đối phương sẽ không làm hại hắn. Hắn rất tin tưởng Thượng Thần Thiên Vân. Người phụ nữ im lặng một lúc sau đó chậm rãi quay người lại, nhưng Diệp Quân vẫn không nhìn thấy dung nhan của bà, bởi vì bà đeo khăn che mặt màu trắng. Chỉ nhìn thấy một đôi mắt ấy trong veo như nước mùa thu. Người phụ nữ nhìn lệnh bài màu xanh, không nói gì. Lúc này, lệnh bài màu xanh khẽ rung, tiếp đó, một luồng ánh sáng xanh bay ra rồi chậm rãi ngưng tụ thành một người phụ nữ. Người phụ nữ mặc váy dài màu xanh, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Nhìn thấy người phụ nữ này, Diệp Quân hơi nghi hoặc. Người phụ nữ này không phải bản thể, chỉ là ảo ảnh. Thậm chí còn chẳng phải linh hồn. Người phụ nữ váy xanh nhìn quan chấp hành đứng đầu phục võ trước mắt, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, phục võ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Phục võ hờ hững nhìn người phụ nữ trước mặt, không nói gì mà quay người ngồi xuống, ngón tay ngọc ngà khẽ gảy nhạc cụ trước mặt, tiếng nhạc du dương vang lên. Người phụ nữ váy xanh nhìn người phụ nữ trước mặt thật lâu mới khẽ thở dài, ta rất xin lỗi về chuyện năm đó. Phục võ vẫn không lên tiếng. Người phụ nữ váy xanh đang định lên tiếng thì lúc này như cảm nhận được gì đó, nét mặt bà ta thay đổi rõ rệt. Bà ta quay đầu lại thì thấy thời không trên trời chợt tách ra, sau đó một con vật khổng lồ vọt tới. Là một con rồng.
Nét mặt Diệp Quân cũng thay đổi, hắn ngẩng đầu nhìn lên, trên đầu con rồng có một người phụ nữ mặc váy dài màu tím đang đứng, trong tay người phụ nữ cầm một chiếc quạt xếp. Một người một rồng dùng cách thức dã man nhất đột nhập vào vùng trời này. Diệp Quân nghi hoặc, người này là ai? Hỗn xược. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc với Diệp Quân đột nhiên vang vọng khắp trời đất, sau đó, một đạo kiếm quang phóng từ trên trời xuống, chém về phía người phụ nữ váy tím. Giọng của Tuế Tuế. Người phụ nữ váy tím không tránh né, khi kiếm quang còn cách bà ta trăm trượng thì một cường giả bí ẩn mặc áo đen đột nhiên xuất hiện rồi phóng thương ra. Kiếm quang ấy lập tức bị buộc phải dừng lại. Nhưng lúc này, bầu trời tách ra, Tuế Tuế từ từ đi tới, mặt cô ta lạnh băng, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm nghị, không ngờ lại có cường giả dám xông vào nền văn minh thiên hành. Diệp Quân như cảm nhận được điều gì, hắn quay người nhìn lại thì thấy trong tinh không ấy, Bố Huyền đang chiến đấu với một hòa thượng vạm vỡ với Thiết Hồ Lô sau lưng. Nhìn thấy cảnh này, nét mặt Diệp Quân tối lại. Mẹ kiếp! Nền văn minh thiên hành sắp có chuyện lớn rồi. Hắn không chút do dự, quay người bỏ chạy, hắn vẫn biết rõ thực lực của mình, đối phương đã dám tới nền văn minh thiên hành gây chuyện thì đây chắc chắn không phải chuyện mà hiện giờ hắn có thể nhúng tay vào. Nhưng lúc này, người phụ nữ váy xanh lại xuất hiện bên cạnh hắn, kéo hắn lại. Diệp Quân nhìn người phụ nữ mặc váy xanh đầy nghi hoặc. Người phụ nữ váy xanh trầm giọng bảo, ở đây có phong ấn, an toàn hơn. Diệp Quân nửa tin nửa ngờ. Trên bầu trời, trên con rồng khổng lồ, người phụ nữ váy tím nhìn Phục Võ cười khẽ, quan chấp hành đứng đầu Phục Võ, ngưỡng mộ đã lâu. Phục Võ không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng gảy nhạc cụ trước mặt. Người phụ nữ váy tím cũng không nhiều lời, bà ta xòe tay ra, một chiếc hộp xuất hiện, chiếc hộp chỉ lớn chừng lòng bàn tay, thân hộp có màu xanh pha lê. Người phụ nữ váy tím chỉ vào chiếc hộp, trong thoáng chốc. Một luồng ánh sáng xanh tỏa ra, sau khi luồng sáng xanh này tỏa ra, đất trời xuất hiện vô số đường màu đỏ như máu, những đường này dày đặc chi chít, một đầu là đất trời, một đầu là trên người quan chấp hành đứng đầu Phục Võ. Phong ấn. Nhìn thấy điều này, vẻ mặt Diệp Quân thay đổi, bởi vì hắn cảm nhận được sức mạnh cực kỳ đáng sợ từ những đường màu đỏ máu này. Mà tất cả đều đang ở trên người Phục Võ. Đúng lúc này. Người phụ nữ váy tím chỉ vào chiếc hộp, chỉ thấy chiếc hộp phóng ra một luồng sáng xanh chói mắt, luồng sáng xanh này nhanh chóng bao trùm cả đất trời, sau đó những đường đỏ máu ấy bắt đầu mờ dần. Thấy vậy, người phụ nữ váy xanh bên cạnh Diệp Quân biến sắc, vội nói, mau ngăn bà ta lại. Diệp Quân nhìn người phụ nữ váy xanh, ta đánh không lại. Người phụ nữ váy xanh khẽ giật mình, bà ta nhìn Diệp Quân rồi mau chóng nhíu mày, ngươi không phải con dân nền văn minh thiên hành. Diệp Quân gật đầu, không phải. Người phụ nữ váy xanh càng nhíu mày chặt hơn. Thấy người phụ nữ váy xanh chau mày, đương nhiên Diệp Quân biết ý bà ta, nhưng hắn không để ý mà nhìn về phía Phục Võ, nhắc nhở phong ấn sắp bị phá rồi. Nghe vậy, người phụ nữ váy xanh quay đầu nhìn Phục Võ, lúc này những đường màu đỏ máu trên người Phục Võ đã dần biến mất. Vẻ mặt người phụ nữ váy xanh lập tức trở nên cực kỳ khó coi, xong rồi. Nói xong bà ta như nghĩ tới điều gì, lại nhìn Diệp Quân, người không phải con dân thì vì sao lại tới được đây? Diệp Quân đáp, Thượng thần Thiên Vân cho ta vào. Người phụ nữ váy xanh nhíu mày, con nhóc Thiên Vân ấy. Con nhóc. Nghe người phụ nữ váy xanh nói thế, mí mắt Diệp Quân giật giật, vai vế của người trước mặt này rất cao đây. Người phụ nữ váy xanh lại bắt đầu quan sát Diệp Quân, ánh mắt bà ta hơi khác thường. Thấy vậy. Diệp Quân lập tức thầm cảnh giác. Bùm! Đúng lúc này, đường đỏ trong đất trời chợt rung chuyển dữ dội, và trên người Phục Võ đã chỉ còn lại rất ít đường màu đỏ. Người phụ nữ váy xanh chợt bảo, may ra ngoài thông báo cho nhóm Thiên Vân đi. Nói xong bà ta hóa thành luồng sáng xanh bay vút lên trời, lao nhanh về phía người phụ nữ váy tím. Con rồng khổng lồ dưới chân người phụ nữ váy tím gầm lên một tiếng, sau đó chộp móng vuốt xuống. Đùng đoàng. Luồng sáng xanh bị móng vuốt ấy giữ lại không trung, không thể tiến thêm được nữa. Mà lúc này người phụ nữ váy xanh trong luồng sáng xanh đột nhiên trở nên hư ảo, trong nháy mắt, ánh sáng xanh xuất hiện phía sau Phục Võ không chút dấu hiệu. Dương đông kích tây.
mục tiêu thật sự của bà ta là Phục Võ. Mà lúc này, Phục Võ đột nhiên xoay người, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nắm lại. Bùm! Luồng sáng xanh biến mất, người phụ nữ váy xanh bị Phục Võ bóp cổ. Phục Võ nhìn chằm chằm người phụ nữ váy xanh với ánh mắt bình tĩnh như nước, thượng thần thanh tử, người giống như tên hề vậy. Nói rồi tay phải bà ta lại nắm chặt hơn nữa. Bùm! Phân hồn của thượng thần thanh tử vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ linh hồn. Phục Võ phất tay, những mảnh vỡ linh hồn ấy hóa thành hư vô ngay lập tức. Sau khi tiêu diệt thượng thần thanh tử, bà ta quay đầu nhìn Diệp Quân phía xa. Thấy Phục Võ nhìn lại, mí mắt Diệp Quân lập tức giật giật. Phục Võ đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Quân, Diệp Quân không ra tay, bởi vì người phụ nữ trước mắt không có ý định ra tay. Phục Võ nhìn thẳng vào Diệp Quân, ngươi không phải con dân của nền văn minh thiên hành. Diệp Quân gật đầu, không phải. Phục Võ vẫn nhìn hắn như vậy, vì sao bọn chúng lại cho ngươi vào? Diệp Quân đáp, ta thành thân với một người dân của nền văn minh thiên hành. Nghe vậy, trong đôi mắt tuyệt đẹp của Phục Võ hiện lên vẻ ngạc nhiên, thành thân với người dân của nền văn minh thiên hành. Diệp Quân gật đầu. Phục Võ hỏi, bọn chúng đồng ý. Diệp Quân lắc đầu, lúc đầu không đồng ý. Phục Võ lại hỏi, bây giờ đồng ý rồi. Diệp Quân gật đầu. Phục Võ nhìn chằm chằm Diệp Quân, vì sao? Bởi vì hắn là kẻ mạnh đời thứ ba. Trên bầu trời, người phụ nữ váy tím cầm quạt ngọc nở nụ cười, sau lưng hắn có chỗ dựa. Diệp Quân nhìn người phụ nữ váy tím, thắc mắc, bà là. Người phụ nữ váy tím cười đáp, ta có thể là kẻ thù tương lai của ngươi đấy. Diệp Quân nhíu mày, ác đạo minh. Người phụ nữ váy tím nhoẻn miệng cười, ngươi thật thông minh, nhưng ta không phải người của ác đạo minh, bây giờ ta đang hợp tác với ác đạo minh, vậy nên nếu không có gì thay đổi, sau này chúng ta sẽ là kẻ thù. Nói xong bà ta không quan tâm Diệp Quân nữa mà nhìn Phục Võ trước mặt Diệp Quân, quan chấp hành đứng đầu Phục Võ, chúng ta phải rời khỏi đây trước. Người của ta sắp không ngăn được hai quan chấp hành đứng đầu kia nữa rồi. Phục Võ nhìn Diệp Quân không nói gì, quay người hóa thành một luồng sáng rồi biến mất trên bầu trời. Sau khi Phục Võ đi, người phụ nữ váy tím cũng định đi luôn, nhưng như nghĩ tới điều gì, bà ta chợt cúi đầu nhìn Diệp Quân, cười nói, bây giờ đúng là ngươi hơi yếu đấy, nếu không phải Nhất Điện chủ nói cô của ngươi rất lợi hại thì bây giờ ta rất muốn cho tiểu long của ta ăn ngươi. Nghe người phụ nữ váy tím nói thế, con rồng dưới chân bà ta gầm gừ với Diệp Quân, long uy đáng sợ tuôn ra như áp đảo cả trời đất. Đất trời đang run rẩy. Diệp Quân vội phóng kiếm ý vô địch của mình ra, chống lại long uy đáng sợ ấy. Người phụ nữ váy tím giẫm nhẹ lên con rồng hung dữ muốn ăn thịt người, cười bảo, dã hình, ăn hắn không vui đâu, muốn ăn thì phải ân cô của hắn kìa. Nói rồi bà ta nhìn Diệp Quân đang nghiêm mặt phía dưới. Khẽ cười, ta đặt trước thịt của cô ngươi, quyết định thế nhé. Bà ta nói xong, con rồng gầm lên một tiếng rồi quay đầu bay về nơi sâu tinh không. Ù! Lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng khắp đất trời. Trên đầu rồng, người phụ nữ váy tím khẽ nhíu mày, quay đầu lại nhìn thì thấy một luồng kiếm quang bay vọt lên trời, chỉ trong nháy mắt đã tới trước con rồng dưới chân bà ta. Chính là Diệp Quân. Con rồng khổng lồ cảm nhận được nguy hiểm, quẫy đuôi về phía Diệp Quân một cách hung ác. Tiêu diệt đất trời. Mà lúc này, ý kiếm trong tay Diệp Quân đã biến thành kiếm Thanh Huyên. Nó vừa được triệu hồi. Phập. Chỉ một kiếm, đuôi rồng lập tức bị chém nứt, kiếm dài chém mạnh vào bụng rồng rách toạc thành một đường rộng nghìn trượng, con rồng kêu lên thảm thiết, máu tươi tuôn trào như thác nước trút xuống từ trên trời, cực kỳ tráng lệ. Người phụ nữ váy tím đứng trên trời, con rồng dưới chân bà ta lặn lộn, rơi từ trên trời xuống dưới. Bên kia, Diệp Quân cầm kiếm đứng thẳng, hắn nhìn người phụ nữ váy tím đã không còn cười nữa, bình tĩnh nói, hóa ra chỉ là tên Tép Siêu. Tép Siêu. Cô gái váy tím nhìn chằm chằm Diệp Quân, vẻ tươi cười bình thản trên mặt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ lạnh lẽo thấu xương. Diệp Quân cười khẽ thấy khó chịu à, vậy thì lên đấu tay đôi đi. Đồ vô dụng. Cô gái váy tím nhếch môi cười nhạt, được. Nói xong, cô ta lập tức phát hiện mình lỡ miệng, đáy mắt lóe lên một tia sát ý, tay phải nắm chặt.
ầm ầm. Đất trời đột nhiên nứt ra, trăm vạn tia sáng từ trong trời đất nháy mắt lao tới, chỉ trong khoảnh khắc, vùng trời này đã sôi trào, từng luồng hơi thở cùng uy lực đáng sợ đủ sức phá hủy mọi thứ chợt ào ra, vô cùng khủng khiếp. Rầm rầm rầm. Xa xa, trong cơ thể Diệp Quân đột nhiên bộc phát ra ba hơi thở mang sức mạnh hủy diệt đất trời. Là sức mạnh của ba loại huyết mạch. Cùng với ba luồng sức mạnh huyết mạch này, lại có hai luồng sức mạnh đáng sợ khác từ trong cơ thể Diệp Quân bùng nổ ra ngoài, đồng thời, toàn thân hắn bùng cháy lên. Thiêu đốt thân thể. Thiêu đốt cả linh hồn. Diệp Quân chém ra một kiếm. Một kiếm quyết định sinh tử. Đây là kiếm thứ nhất của hắn, cùng là kiếm cuối cùng của hắn. Không phải ngươi chết thì là ta chết. Một kiếm này của Diệp Quân vừa chém ra, thế kiếm điên cuồng tăng vọt, vượt xa những gì trước đó từng thể hiện. Ầm ầm. Một kiếm chém ra, trăm vạn tia sáng ầm ầm vỡ nát, tan biến. Cô gái váy tím cau mặt, con người co rút lại, chợt xòe bàn tay, một bộ giáp vàng xuất hiện, chắn trước người cô ta. Rầm. Bộ giáp vàng vỡ nát. Cô gái váy tím nọ bị đẩy lùi vạn trượng. Vừa đứng vững lại, thân thể cô ta nứt ra, máu tươi phun trào. Cô gái váy tím chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quân nơi xa xa, ánh mắt như không thể tin nổi. Diệp Quân chau mày, thì ra ngươi chỉ có thế. Cô gái váy tím chằm chằm nhìn Diệp Quân, Diệp Quân lại cười nói, thực lực của ta so với cô ta thật chẳng khác nào con sâu cái kiến, mà ngươi, ngay cả một kiếm của ta cũng khó lòng đón đỡ, thử hỏi, ngươi có tư cách gì mà miệt thị cô ta? Cô gái váy tím nở nụ cười, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một con ếch nơi đáy giếng. Cần nhớ, người tài giỏi đến mấy thì rồi cũng có người giỏi hơn, trong lòng ngươi, cô ngươi là thần, nhưng đối với một số thế lực mà nói, cô ta có khi chỉ là một con sâu cái kiến thì sao? Đương nhiên, ta có thể hiểu được suy nghĩ của ngươi, rất hiểu, bởi vì thân là con sâu cái kiến, không cách nào có thể chấp nhận nổi những sự vật sự việc vượt quá xa năng lực lý giải của bản thân, đây là một điều bình thường, giống như con ếch nơi đáy giếng, trong thế giới của nó, bầu trời chỉ lớn bằng miệng giếng mà thôi. Sự thật vượt xa tầm nhìn của ngươi, cho nên ta có thể tha thứ cho sự vô tri này. Nói đến đó, ánh mắt cô ta lộ một tia thương hại. Diệp Quân vẫn không hề tức giận, chỉ gật gù nói, ngươi nói có lý, những năm gần đây, ta một mực nhắc nhở bản thân, núi cao còn có núi cao hơn, nhất định phải luôn giữ lòng kính sợ với thế giới, bởi vì cô là cô, ta là ta, cô mạnh, không có nghĩa là ta cũng mạnh. Ngươi nói ta vô tri, ta chấp nhận. Bởi vì quả thực ta đây còn rất yếu, cũng còn quá ít hiểu biết về vũ trụ này, giống như bây giờ, ta cũng không biết sốt cuộc cô ta mạnh cỡ nào. Nói đến đây, hắn lại nhìn về phía cô gái váy tím, hiện tại, con sâu cái kiến trong mắt ngươi là ta đây có việc này muốn nhờ ngươi, đánh chết ta. Cô gái váy tím chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, không nói một lời. Diệp Quân nở nụ cười, vẫn cứ là một tên vô dụng nhỉ. Cô gái váy tím híp mắt, sát ý lóe lên, tay phải chợt nắm chặt, trong trời đất, từng luồng hơi thở hùng mạnh khủng bố đang hội tụ về lòng bàn tay cô ta, giây lát sau, cô ta đánh ra một quyền. Thế quyền như hồng thủy. Xa xa, Diệp Quân vung tay chém một kiếm. Vèo. Quyền thế khủng khiếp đó nháy mắt đã vỡ nát. Bị nghiền nát lập tức. Ánh mắt cô gái váy tím rơi xuống thanh kiếm trong tay Diệp Quân, mày nhíu chặt. Diệp Quân nhìn cô ta, thản nhiên nói, ngươi, chỉ là một kẻ vô dụng. Cô gái váy tím chăm chú nhìn Diệp Quân, sắc mặt khó coi vô cùng, cô ta lại xòe lòng bàn tay, một chiếc kim ấn xuất hiện. Nhưng đúng vào lúc này, cô ta dường như vừa cảm thụ được điều gì, vội quay đầu nhìn lại, phía bên kia, hai vị cường giả do cô ta mang tới đã bị hai vị quan chấp hành đứng đầu của nền văn minh thiên hành áp chế được. Chỉ tối đa một khắc nữa thôi chắc chắn sẽ thua. Cô gái váy tím trầm mặt, quyết định thật nhanh, rút thôi. Dứt lời, cô ta quay sang phía Diệp Quân, hôm nay ta không giết ngươi, ta muốn ngươi thấy tận mắt, vị cô mà ngươi tôn thờ đó yếu ớt kém cỏi cỡ nào trước nền văn minh vô gian của chúng ta. Nói xong, cô ta liền quay người, hóa thành một tia sáng tím, biến mất nơi chân trời. Xa xa, hai vị cường giả đang đấu với hai vị quan chấp hành đứng đầu như vừa chút được gánh nặng, cũng vội vã bước ra. Xoay người phóng vút lên, nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Lúc này,
hai vị quan chấp hành đứng đầu cũng tới bên cạnh Diệp Quân, ngay sau đó, Thượng Thần Thiên Vân và Thượng Thần Thiên Huyên cũng xuất hiện. Sắc mặt mấy vị Thượng Thần đều vô cùng nặng nề. Thượng Thần Thiên Vân đột nhiên nói, Thiên Hành Chủ gặp nguy rồi. Nghe vậy, những người còn lại đều biến sắc, Ác Đạo Minh cùng Vũ Trụ Vô Gian đã hợp tác, hai thế lực này sẽ ra tay tấn công nền văn minh Thiên Hành. Thượng Thần Thiên Huyên nói, đến Vũ Trụ Vô Gian đi. Nói đoạn, bà ta định di chuyển, nhưng Thượng Thần Thiên Vân đã ngăn lại. Thượng Thần Thiên Huyên khó hiểu nhìn bà ta, Thượng Thần Thiên Vân trầm giọng bảo, lúc này không thể loạn, đầu tiên hãy liên hệ với quan chấp hành đứng đầu Tĩnh Sơ trước đã. Bà ta nhìn sang phía Tuế Tuế và Bố Huyền, nói, hai vị quan chấp hành đứng đầu, chuyện này có quá nhiều kỳ quái, Ác Đạo Minh cùng Vũ Trụ Vô Gian nhất định đã có chuẩn bị cho phía sau rồi, xin hai vị quan chấp hành đứng đầu hãy trấn thủ thần cảnh Thiên Hành, để tránh cho thần cảnh Thiên Hành gặp bất trắc gì. Tuế Tuế gật đầu, đây là việc đương nhiên, chỉ có điều. Nói đến đây, cô ta thoáng lo lắng nhìn, quan chấp hành đứng đầu Phục Võ. Đáy mắt Bố Huyền cũng thoáng lóe lên một tia lo lắng. Quan chấp hành đứng đầu Phục Võ. Nghe Tuế Tuế nhắc đến người này, sắc mặt hai vị thượng thần cũng trở nên nặng nề, vị quan chấp hành đứng đầu Phục Võ này chính là một nhân vật truyền kỳ của nền văn minh Thiên Hành đó. Thượng thần Thiên Vân chợt nói, có người tới. Vừa dứt lời, một bóng người đã xuất hiện phía sau lưng Thượng thần Thiên Vân, chỉ cách một đoạn không xa. Thượng thần Thiên Vân nói, từ bây giờ, nền văn minh Thiên Hành tiến vào trạng thái chiến tranh, lập tức triệu tập toàn bộ các cường giả đang ở bên ngoài, những người đang bế quan lập tức phải xuất quan, khởi động Thiên Hành trận, mở bảo khố Thiên Hành cho người trong tộc Mặc sức chọn. Nói đến đó, bà ta ngẩng đầu nhìn về phía tận cùng chân trời, khẽ khàng, hy vọng quan chấp hành đứng đầu Phục Võ vẫn còn giữ chút tình cảm với nền văn minh Thiên Hành ta. Phục Võ mạnh cỡ nào? Chính bà ta cũng không biết. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, đây tuyệt đối là một nhân vật vô cùng khủng bố, năm xưa, ngay cả Thiên Hành chủ đời trước cũng phải bại dưới tay người này. Mệnh lệnh của Thượng thần Thiên Vân được ban bố ra ngoài, toàn bộ nền văn minh Thiên Hành lập tức tiến vào trạng thái tổng động viên, vô số cường giả của nền văn minh đang bế quan đã lập tức xuất quan, những cường giả đang ở bên ngoài đều lập tức trở về bằng tốc độ nhanh nhất. Vào lúc này, bên trong thần cảnh Thiên Hành, mỗi giây phút đều có vô số hơi thở hùng mạnh xẹt qua chân trời. Diệp Quân tiến vào trong tiểu tháp. Hắn muốn tu luyện Thiên Hành thể. Hiện giờ, nhược điểm lớn nhất của hắn chính là thân thể này còn chưa đủ mạnh, nếu sức mạnh thân thể được tăng lên, uy lực mấy bộ kiếm kỹ của hắn nhất định sẽ được tăng mạnh một lần nữa. Trước khi tu luyện Thiên Hành thể, Diệp Quân ăn một quả Thiên Hành, khi năng lượng của quả Thiên Hành bộc phát, hắn lập tức vận hành công pháp Thiên Hành thần thể. Chẳng mấy chốc, thân thể hắn đã bắt đầu cấp tốc hấp thu năng lượng của quả Thiên Hành, từ đó, thân thể cũng bắt đầu có những thay đổi. Hiện tại, Diệp Quân đang vô cùng nôn nóng, bởi vì hắn biết, Ác Đạo Minh chắc chắn sẽ không cho hắn thời gian chuẩn bị, đặc biệt là lúc này, Ác Đạo Minh đã cấu kết với nền văn minh vô gian kia, trực giác mách bảo hắn, sắp tới sẽ có chuyện lớn xảy đến. Phải mau chóng tu luyện. Bên kia, Tịnh An cùng Nhất Nghiệm ngồi dưới tàng cây Thiên Hành, mỗi người cầm một sâu mứt quả. Tịnh An liếm mứt quả, nói, lần này, hình như sự tình rất nghiêm trọng đó. Nhất Nghiệm chỉ liếm mứt quả, không nói lời nào. Tịnh An ngẩng đầu nhìn về phía cây sinh mệnh Thiên Hành, hồi lâu sau, cô ta đột nhiên đứng lên, mỉm cười, Nhất Nghiệm, ta đi làm việc đây. Nói đoạn, cô ta quay đầu rời khỏi tiểu tháp. Nhất Nghiệm tiếp tục yên lặng liếm mứt quả, chẳng biết đang nghĩ gì. Tổ địa Thiên Hành. Tổ địa Thiên Hành chính là nơi yên nghỉ của tất cả người trong nền văn minh Thiên Hành này, mỗi một người ra đi, họ đều sẽ được mai táng ở đây. Nơi này cũng là cấm địa của nền văn minh Thiên Hành. Hôm nay, Thượng thần Thiên Vân cùng Thượng thần Thiên Huyên tới tổ địa Thiên Hành, người bảo vệ nơi này là một người đàn ông trung niên, vận đồ bằng vải thô, ngồi ngay lối vào tổ địa. Gương mặt nghiêm trang và nặng nề. Đó là quan thủ tổ đứng đầu. Tại nền văn minh Thiên Hành, người này cũng là một nhân vật vô cùng thần bí, ngay cả hai vị thượng thần cũng không biết người này rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi rồi. Thấy hai vị thượng thần tới, người đàn ông trung niên lên tiếng, Phục Võ đi rồi. Thượng thần Thiên Vân gật đầu.
Người đàn ông trung niên nọ nhíu chặt mày. Thượng thần Thiên Vân trầm giọng, quan thủ tổ đứng đầu, ta cần quyền hạn điều động người thủ tổ bất kỳ lúc nào cần, cùng với tất cả các. Người đàn ông trung niên lắc đầu, chỉ thiên hành chủ mới có quyền điều động. Thượng thần Thiên Vân nói, hiện là thời kỳ đặc biệt. Người đàn ông trung niên chỉ trầm mặc. Thượng thần Thiên Vân nhìn người đàn ông trung niên nọ, im lặng chờ câu trả lời. Hồi lâu sau, người đàn ông nọ mới gật đầu, được. Thượng thần Thiên Vân gật nhẹ, sau đó quay đầu, cùng thượng thần Thiên Huyên rời khỏi đó. Người đàn ông trung niên đột nhiên hô lên, đợi chút đã. Thượng thần Thiên Vân quay đầu nhìn về phía người đàn ông nọ, người kia bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt bà ta, hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Thượng thần Thiên Vân trầm mặc một lát mới nói, lúc ra đi, người đó cũng không hề ra tay với nền văn minh thiên hành chúng ta, ta nghĩ, đối với văn minh thiên hành, nàng ta cũng còn đôi chút tình cảm, đương nhiên ta cũng sẽ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Người đàn ông trung niên gật đầu, không nói gì thêm. Thượng thần Thiên Vân cùng thượng thần Thiên Huyên rời khỏi đó, người đàn ông nọ mới khẽ thở dài, đáy mắt đầy phức tạp. Phục võ. Đó chính là người năm xưa có thiên phú đáng kinh ngạc bậc nhất. Ngay cả thiên hành chủ đời trước đều không so bằng. Một người như là một vị thần của nơi này. Người đàn ông trung niên nọ chợt nhắm mắt, lẩm bẩm, đại tỷ. Rời khỏi tổ địa thiên hành, thượng thần Thiên Vân quay sang phía thượng thần Thiên Huyên, có thể liên lạc với quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ không? Thượng thần Thiên Huyên trầm giọng đáp, không thấy trả lời. Sắc mặt thượng thần Thiên Vân thoáng trở nên nặng nề, hồi lâu sau mới nhẹ giọng bảo, từ sau khi thiên hành chủ phát hiện ra vũ trụ vô gian, ta cảm thấy đây chính là một cái bẫy hướng về nền văn minh thiên hành chúng ta. Nói đến đó, ánh mắt bà ta toát lên vẻ lo lắng. Thượng thần Thiên Huyên cau mày, đáy mắt lóe lên một tia hung tợn, đơn giản là đánh một trận mà thôi, sợ cái gì? Thượng thần Thiên Vân gật đầu, đi thôi. Hai người biến mất khỏi đó. Giữa một khoảng thời không hư vô. Đột nhiên, khoảng không này rung chuyển, ngay sau đó, một cô gái bước ra. Đó là quan chấp hành đứng đầu Phục Võ. Phục Võ ngẩng đầu nhìn về nơi cuối chân trời, nơi đó đang có hai giàn tế. Trên tế đài của một giàn tế có một người đàn ông bị trói ở đó, toàn thân có vô số vòng máu quấn quanh. Lúc này, người đàn ông nọ đang chậm rãi ngẩng lên, nhìn thấy Phục Võ, thân thể người đàn ông đó thoáng run rẩy, sắc mặt như không thể tin nổi, đại tỷ. Phục Võ phất tay áo một cái. Trận pháp vỡ nát, những vòng dây máu quanh thân người đàn ông nọ đã biến mất sạch. Phục Võ nhìn người đàn ông đó, Dung Khâu, hắn đâu? Dung Khâu. Đây là một vị quan chấp hành của chấp hành điện, năm ấy từng đi theo Phục Võ phản kháng nền văn minh thiên hành, bởi vậy mới bị cầm tù ở nơi này. Nghe Phục Võ hỏi, sắc mặt Dung Khâu tức thì tái nhợt, chậm rãi cúi đầu. Thấy thế, Phục Võ hít mắt, lặp lại, hắn đâu? Toàn bộ tinh không bắt đầu vụn vỡ. Dung Khâu do dự giây lát, sau đó chậm rãi quay sang giàn tế còn lại. Phục Võ đã xuất hiện trên tế đài của giàn tế đó, nơi ấy, chỉ có một bộ xương khô, phía trước bộ xương khô có mấy hàng chữ bằng máu. Tiểu Phục, có lẽ ta không chịu nổi nữa. Tiểu Phục, xin lỗi, đã hứa sẽ dẫn nàng tới nhà ta hưởng bình an, nhưng có lẽ ta không làm được rồi. Tiểu Phục, ta thật sự rất muốn gặp lại nàng một lần, nhưng họ không đồng ý. Tiểu Phục, ta đi đây. Nhìn những hàng chữ bằng máu ấy. Phục Võ như bị sét đánh trúng, đầu óc trống rỗng, bà ta quỳ sụp xuống trước bộ xương khô, vùi mặt vào đống xương tàn, giọng run rẩy, tự oánh, người đã hứa với ta, chỉ cần ta đồng ý chịu hàng, người sẽ thả hắn đi, người đã hứa với ta, tại sao lại lừa ta, sao người có thể lừa ta, a? À. Bất chợt, tấm khăn che mặt của bà ta đã biến thành màu đỏ máu. Đó là dòng lệ máu. Trên tế đài, Phục Võ gục trước đống xương khô. Thân mình run lên từng hồi, chỉ chốc lát, đống xương trắng đã nhuộm đỏ máu tươi. Lúc này, chợt có một cô gái váy tím cùng một người đàn ông trung niên xuất hiện. Người đàn ông trung niên chính là Thế Tông của Ác Đạo Minh. Cô gái váy tím là người của vũ trụ vô gian, trước đó mới so đấu với Diệp Quân ở nền văn minh thiên hành.
Phu Dịch nhìn quan chấp hành đứng đầu Phục Võ đang gục trên tế đài, muốn nói gì đó lại bị Thế Tông ngăn cản. Thế Tông nhìn chằm chằm Phục Võ, sắc mặt nặng nề. Chợt, một luồng sát ý đáng sợ từ trong đất trời lan tràn khắp trốn, dần dần, thời không bốn phía đều bắt đầu từ từ bị nhuộm thành màu đỏ máu. Thấy thế, Phu Dịch và Thế Tông đều biến sắc. Thật là một sát ý khủng bố. Lúc này, Phục Võ đột nhiên chậm chậm thu đi bộ xương khô nọ, thu xong, bà ta chậm rãi đứng lên, từ từ bước về một hướng, toàn thân cứng nhắc như cương thi. Đó là phương hướng nền văn minh thiên hành. Phu Dịch bỗng cất tiếng gọi, quan chấp hành đứng đầu Phục Võ. Nhưng Phục Võ đã biến mất ở nơi xa. Sắc mặt Phu Dịch sầm lại. Thế Tông đứng bên cạnh cô ta trầm giọng bảo, thực lực của người này quá khủng khiếp, bà ta sẽ không nghe theo chúng ta đâu, kế hoạch kia phải sớm khởi động thôi. Nói đoạn, ông ta nhìn về phía Phu Dịch. Phu Dịch âm trầm nói, yên tâm, bốn vị thánh vương cùng hai vị vạn cổ chí tôn của vũ trụ vô gian chúng ta bắt tay hợp tác, thiên hành chủ tuyệt đối không ra được, nhưng bên các ông, vị quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ kia cũng có thực lực cực mạnh, các ông có chắc có thể ngăn nổi không? Thế Tông trầm giọng, chúng ta sẽ tận lực. Phu Dịch lập tức nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng trước lời đáp này. Thế Tông lại nói, tạm thời chúng ta còn không thể xác định rõ thực lực vị quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ kia mạnh cỡ nào, nhưng cô yên tâm, chúng ta sẽ dốc hết sức ngăn cản. Phu Dịch nói, còn Nhất Điện chủ của các ông đâu rồi? Vẫn chưa chịu xuất hiện. Thế Tông không đáp. Phu Dịch liếc nhìn Thế Tông, tỏ vẻ bất mãn, đến lúc này còn giấu giếm giếm, có phải vô nghĩa lắm không? Thế Tông nhìn sang phía Phu Dịch, nói, Phu Dịch cô nương, hẳn cô nên rõ, ác đạo minh chúng ta còn muốn giải quyết văn minh thiên hành và vũ trụ quan huyên hơn các cô, còn về Nhất Điện chủ, thành thật mà nói, ta cũng không biết Điện chủ hiện đang ở đâu, nhưng có thể chắc chắn rằng Điện chủ đã đích thân gia nhập. Sắc mặt Phu Dịch vẫn rất khó coi. Hiển nhiên cô ta vẫn không quá hài lòng với cách giải thích này của Thế Tông. Thấy thế, Thế Tông đành tiếp tục giải thích, Phu Dịch cô nương cứ yên tâm, ác đạo minh ta đây sẽ ngăn được vị quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ đó. Phu Dịch bèn nói, hy vọng là như vậy. Nói xong, cô ta liền biến mất khỏi đó. Thế Tông ngẩng đầu, nhìn vào sâu bên trong tinh không vô tận, sắc mặt nặng nề, lần này, ác đạo minh có thể nói là đã chơi lớn một phen. Trầm mặc hồi lâu, ông ta cũng biến mất khỏi nơi này. Chấm chấm chấm. Giữa một vùng tinh không xa lạ. Một cô gái đang lẳng lặng đứng đó. Người nọ có dung nhan tinh xảo, ăn vận xa hoa, toàn thân như một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ. Đôi mắt người nọ trong trẻo, lại tản ra một khí thế lạnh lẽo khiến người ta không dám lại gần. Bộ váy dài màu xanh nhạt ôm sát thân, uyển chuyển như bức tranh thủy mặc, tay phải cầm trường kiếm, tư thế oai hùng hiên ngang. Cô gái này chính là quan chấp hành đứng đầu của văn minh thiên hành thế hệ này, Tịnh Sơ. Cuối tầm mắt của Tịnh Sơ là một mảnh thời không quỷ dị, thời không này quanh co khúc khuỷu, cực kỳ bất quy tắc, lại như một chiếc gương, soi chiếu hai đầu, vô cùng kỳ quái. Vũ trụ vô gian. Lúc này, chợt có một ông lão xuất hiện sau lưng Tịnh Sơ, ông lão cung kính chắp tay thi lễ, quan chấp hành đứng đầu Phục Võ đã tới thần cảnh thiên hành. Tịnh Sơ rời đường nhìn khỏi vũ trụ vô gian, rút đi. Nói đoạn, bà ta quay đầu, bước đi một bước, chỉ một bước đã vượt ngoài mấy trăm vạn tinh vực. Tịnh Sơ đi rồi, từ thời không xa xa, 20 hơi thở hùng hồn đột nhiên bay tới, những cường giả này đều khoác áo bào thuần sắc đen, tay cầm trường kiếm. Đó là chấp pháp kiếm vệ. Đây là cường giả do chính Tịnh Sơ dạy dỗ. Nhóm cường giả này có thể coi là thân vệ của bà ta. Ngoài nhóm cường giả này còn có hai ông lão mặc áo bào trắng cũng đang chậm rãi đi ra, sắc mặt uể oải. Đó là thần pháp sư của thiên hành. Đây là những người có thuật pháp đặc biệt do văn minh thiên hành nghiên cứu ra, bình thường rất hiếm khi xuất hiện trước mặt công chúng, chỉ một số ít những nhân vật trọng yếu mới biết đến sự tồn tại của họ. Hai ông lão áo trắng nhìn về phía ông lão áo đen đứng đầu nhóm kiếm vệ. Một người trầm giọng nói, Diêm Đà, người gọi chúng ta ra đây làm gì? Chúng ta vừa tìm được chút manh mối. Diêm Đà ngắt lời ông ta, Phong thần sư, thần cảnh thiên hành gặp chuyện, quan chấp hành đứng đầu Phục Võ đã thoát khỏi vây hãm. Nghe Diêm Đà nói đến đó, cả hai vị thần pháp sư đều cả kinh,
sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, phong thần sư trầm giọng hỏi, bà ta làm sao có thể thoát được? Điều đó, Diêm Đà bèn thuật lại mọi chuyện đã xảy ra ở nền văn minh thiên hành cho họ nghe. Nghe xong, hai vị thần pháp sư đều âm trầm sắc mặt, nặng nề nhìn nhau, bọn họ nhiều tuổi hơn những người khác, cho nên ít nhiều cũng biết vài chuyện về quan chấp hành đứng đầu phục võ. Năm xưa, vị ấy thực sự quá khủng bố, ngay cả thiên hành chủ đời trước cũng phải bại dưới tay bà ta. Phong thần sư chợt nghĩ tới một điều, vội vàng quay đầu nhìn về phía thời không quỷ dị phía xa xa, trầm giọng, ngay từ đầu, đó đã là một âm mưu, đầu tiên là vây chặt thiên hành chủ, sau đó cứu phục võ ra. Nói đến đây, ông ta lại quay sang nhìn vào vũ trụ, bọn họ nhất định sẽ không để quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ trở lại thần cảnh thiên hành đâu. Diêm Đà gật đầu, nói, hai vị thần sư, quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ đi trước là để cầm chân đám cường giả của họ, để chúng ta mau chóng trở lại thần cảnh thiên hành, bởi vậy, xin hai vị thần sư hãy lập tức thi triển pháp thuật, mở trận pháp dịch chuyển tinh vực. Nghe vậy, hai vị thần pháp sư không nói nhiều nữa, lập tức thi triển pháp thuật, giây lát sau đã có một trận pháp dịch chuyển khổng lồ xuất hiện trước mặt các cường giả. Các cường giả lần lượt đi vào bên trong trận pháp dịch chuyển được khởi động, chốc lát sau, đám cường giả đã biến mất. Trong vùng thời không vô gian này, liên tục có những hơi thở hùng mạnh tràn tới, vừa tới liền nghiền nát tinh không. Bên kia, quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ vượt qua trăm vạn tinh vực, đột nhiên dừng bước. Trước mặt bà ta có 13 kiếm tu đang đứng chờ. Người đứng đầu chính là quan tông chủ của ác đạo minh. Tịnh Sơ nhìn 13 gã kiếm tu, ánh mắt bình thản. Sắc mặt quan tông chủ vô cùng căng thẳng. Trước khi ông ta tới cũng đã điều tra qua vị quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ này, vị ấy chính là người được ghi chép nhiều nhất trong nền văn minh thiên hành, được coi là yêu nghiệt bậc nhất, đương nhiên, bà ta cùng vị quan chấp hành đứng đầu phục võ kia ai yêu nghiệt hơn thì không biết. Quan tông chủ dứt khỏi dòng suy tư, vung tay hô lên, lập trận. Ong! Một tiếng kiếm minh vang vọng tinh không, ngay sau đó, tinh không vũ trụ bốn phía đột nhiên xuất hiện từng luồng quang trận, nháy mắt đã tăng lên hàng triệu. Cùng lúc đó, một thanh kiếm bay ra từ trong trận pháp này. Khi hàng tỷ thanh kiếm xuất hiện, toàn bộ tinh không vũ trụ như hóa thành một biển kiếm, đồng thời, vũ trụ vào giờ khắc này cũng bắt đầu nứt vỡ thành những mảnh nhỏ. Chứng kiến cảnh tượng đồ sộ đó, sắc mặt Tịnh Sơ vẫn bình lặng. Đáy mắt quan tông chủ thoáng lóe lên một tia sát ý, vung tay hô, giết. Ông ta vừa dứt lời, hàng tỷ thanh kiếm lao về phía Tịnh Sơ ào ào như mưa. Trong tinh không vô tận, vũ trụ như bị thiêu đốt lên, rồi từ từ mai một. Tịnh Sơ đột nhiên rút kiếm. Tích tắc sau lại thu kiếm về. Một chớp mắt thoáng qua. Vèo. Bất chợt, hàng tỷ thanh kiếm kia vỡ nát và mai một, cả quang trận trăm vạn trượng cũng dần biến mất. Một kiếm phá trận. Thấy thế, quan tông chủ đang đứng xa xa chợt căng thẳng hơn. Tịnh Sơ nhìn chằm chằm vào ông ta. Ánh mắt lặng như nước, không một gợn sóng. Quan tông chủ lại gần giọng hô, giết. Dứt lời, 13 luồng kiếm quang đột nhiên lao tới. Phải ngăn vị quan chấp hành đứng đầu trước mặt này. Đúng lúc đó, phía xa xa, Tịnh Sơ đột nhiên lại rút kiếm lần nữa, rồi thoáng chốc lại thu kiếm về, sau đó quay đầu bước ra một bước, biến mất giữa tinh không. Trong khoảng không sau lưng. Vèo. 13 cái đầu bay vút lên cao, máu tươi vọt lên như vòi. Khoảng tinh không này tĩnh lặng như chết. Giây sau đó, Thế Tông xuất hiện, nhìn 13 cái đầu đang rơi xuống, sắc mặt căng thẳng tột cùng. Ông ta biết, mình đã đánh giá quá thấp vị quan chấp hành đứng đầu đương nhiệm của văn minh thiên hành. Lát sau, Thế Tông quay đầu sang phải, nói các hạ, xin làm phiền. Bên tay phải ông ta là một nam kiếm tu mặc áo đen. Hai mắt che kín. Đó là sư huynh của Khâu Bạch Y. Nam kiếm tu che mắt kia không nói một lời, chỉ xoay người, biến mất. Trong tiểu tháp, Diệp Quân đang ngồi xếp bằng dưới đất, quanh người tản ra từng luồng hơi thở hùng hậu. Thiên hành thần thể. Trong thời gian này, mỗi ngày hắn đều không ngừng tu luyện thiên hành thần thể, dần ra, thân thể hắn cũng đã có những thay đổi cực lớn. Vào lúc này, da Diệp Quân đã hiện màu vàng kim nhạt. Nhất Niệm vẫn đang chăm chú nghiên cứu thời không đặc thù, trong thời gian Diệp Quân tu luyện, ngày ngày cô ta đều nghiên cứu mảnh thời không đặc thù này.
Thực ra, thực lực của cô ta đã tăng lên cực nhanh, hiện giờ, tính trong cả nền văn minh thiên hành này, Nhất Niệm cũng đã thuộc hàng những nhân vật mạnh nhất. Đơn giản hóa. Nhất Niệm liên tục chuyển hóa mảnh thời không phức tạp này, sau đó đơn giản hóa nó, chính cô ta cũng không ngờ, thời không đặc thù này lại mở ra cho cô ta một con đường tu luyện hoàn toàn mới. Không chỉ nghiên cứu thời không đặc thù này, Kiếm Thanh Huyền cũng được Nhất Niệm quan tâm nghiên cứu, khi đang nghiên cứu thời không đặc thù, cô ta thường phải mượn đến Kiếm Thanh Huyền, bởi vậy, cô ta cũng bắt đầu tìm hiểu nó. Đúng lúc này, Nhất Niệm chợt quay đầu nhìn lại như thể vừa cảm thụ được điều gì, nơi tầm mắt nhìn, Diệp Quân đang ngồi xếp bằng đột nhiên phát ra một hơi thở rất khủng bố, hơi thở này tràn ra, cuốn bay mọi thứ trên đường đi. Thấy thế, Nhất Niệm chợt mỉm cười. Chuẩn bị đột phá rồi. Trong này, Diệp Quân sắp đột phá, Ngao Thiên Thiên cũng chuẩn bị tới thời điểm đột phá. Trong đám mây, Ngao Thiên Thiên đã khôi phục bản thể, khoanh người trong mây. Thực chất lúc này cũng đang tu luyện thiên hành thần thể, thậm chí có thể nói cô ấy còn thích hợp tu luyện thiên hành thần thể hơn cả Diệp Quân. Trong cơ thể cô ấy đang bốc phát ra những luồng hơi thở còn mạnh hơn Diệp Quân mấy lần. Ngoài ra, hơi thở cảnh giới của cô ấy cũng đang dần trở nên mạnh hơn. Nền văn minh thiên hành. Trong học cung Thiên Vân, Thượng thần Thiên Vân đang ngồi trên ghế chủ tọa, bên dưới là hơn trăm học viên. Tịnh An đang ngồi cách bà ta không xa. Hiện tại cô ta không chỉ là điện chủ ám điện mà còn là học viên đứng đầu của học cung Thiên Vân. Thượng thần Thiên Vân đang nghiêm túc giảng bài, bên dưới, các học viên chăm chú lắng nghe, Tịnh An hí hoáy ghi chép. Đúng lúc này, Thượng thần Thiên Vân đột nhiên ngừng bặt. Các học viên ngẩng đầu nhìn lên, Thượng thần Thiên Vân nhìn ra ngoài đại điện, nhẹ nhàng nói, tới rồi. Tịnh An thoáng sao động. Chậm rãi đặt bút xuống. Tại lối vào thần cảnh thiên hành, một bóng người đang chậm rãi đi tới. Đó là quan chấp hành đứng đầu phục võ. Trên mặt bà ta vẫn đeo tấm khăn che, nhưng tấm khăn đã biến thành màu đỏ máu. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt phục võ, chỉ cách một khoảng không xa, sắc mặt phòng bị quan chấp hành đứng đầu phục võ. Ông ta còn chưa nói hết câu, con người đã co rút lại. Ngay sau đó, đầu ông ta bắn lên cao, máu tươi phụt ra như suối. Trận pháp thiên hành. Ông lão kia vừa bị giết chết, một giọng nói từ trong nền văn minh thiên hành đã vang vọng ra. Ngay sau đó, thời không trên đỉnh đầu quan chấp hành đứng đầu phục võ đột nhiên nứt toạc. Một hỏa trận hiện lên, ánh sáng từ trận pháp lửa do vô vàn ngọn lửa thiên hành cấu thành, ngay chính giữa là một ngọn lửa thiên hành màu vàng. Trận pháp lửa vừa xuất hiện. Toàn bộ đất trời như thể tuyết gặp ánh dương tháng 6, từ từ hòa tan. Phục võ vẫn bình thản như không, chậm rãi đi về phía thần cảnh. Lúc này, một cột lửa từ trong trận pháp đột nhiên hạ xuống, lao về phía quan chấp hành đứng đầu phục võ, khí thế mạnh mẽ đến độ thiêu đốt sạch sẽ toàn bộ thời không bốn phía. Bên dưới, phục võ thậm chí còn không thèm ngẩng đầu, chỉ phất tay áo một cái. Trong tích tắc, cột lửa kia đã vỡ vụn, cùng với đó, hỏa trận nơi chân trời cùng vô số ngọn lửa thiên hành cũng nổ tung, thoáng cái đã tan biến. Thấy thế, những cường giả bên trong thần cảnh thiên hành đều tái nhợt mặt mày. Thiên hành thần trận, ấy vậy mà lại không chịu được một đòn. Các cường giả của nền văn minh thiên hành lúc này đang bắt đầu sợ hãi. Phục võ vẫn lạnh tanh, tiếp tục bước vào trong thần cảnh thiên hành. Khi bà ta vừa đặt bước chân đầu tiên đi vào. Trong vòng 10 vạn trượng, hàng vạn cường giả của nền văn minh thiên hành chợt nổ tung. Thần cùng hồn đều bị tiêu diệt. Khi bà ta đặt bước chân thứ hai, trong trăm vạn trượng, hơn chục vạn cường giả của nền văn minh thiên hành còn chưa kịp định thần đã phừng phừng bốc cháy, rồi hóa thành tro tàn. Những cường giả còn sống sót đều kinh hãi tột cùng, điên cuồng lùi lại, giây lát. Thần cảnh thiên hành đã hỗn loạn như địa ngục. Nhưng khi phục võ chuẩn bị đặt chân đến bước thứ ba, đột nhiên có hai người phụ nữ xuất hiện trước mặt bà ta. Đó là Thượng thần Thiên Huyên và Thượng thần Thiên Vân. Nhưng bước thứ ba vẫn cứ đặt xuống. Thượng thần Thiên Huyên co rút con ngươi, nhấc chân bước tới, hai tay siết chặt, một ngọn lửa bùng ra từ trong người bà ta, hóa thành một vực lửa bao phủ tứ phía, mạnh mẽ chống lại sức mạnh khủng khiếp của quan chấp hành đứng đầu phục võ. Một tích tắc yên lặng.
Ầm. Vực lửa của thượng thần thiên huyên ầm ầm vỡ nát, bà ta bị đẩy lùi vạn trượng, vừa dừng chân được thì thân thể đã nứt ra, máu tươi xối xả tuôn. Một chiêu đã bại. Thượng thần thiên huyên trợn mắt nhìn quan chấp hành đứng đầu phục võ như không sao tin nổi. Ngay khi phục võ định bước ra bước thứ tư, thượng thần thiên vân chợt nói, quan chấp hành đứng đầu phục võ, thiên hành chủ tự oánh đã qua đời. Phục võ khựng lại. Thượng thần thiên vân thoáng thả lỏng, một tia hy vọng lóe lên trong lòng, đang định tiếp tục nói thì phục võ đã lắc đầu, ta muốn nền văn minh thiên hành này, phải chết sạch. Dứt lời, bà ta đặt chân xuống. Ầm. Một sức mạnh vô cùng đáng sợ từ trong đất trời bất chợt tràn ra. Thượng thần thiên vân biến sắc, vội xòe tay phải, ấn mạnh về phía trước, từ lòng bàn tay có một ngọn lửa tuôn ra. Lửa thiên huyền. Nhưng ngọn lửa kia vừa mới xuất hiện đã lập tức tan biến, ngay sau đó, một sức mạnh đáng sợ đã đẩy thượng thần thiên vân lùi lại liên tục vạn trượng mới có thể dừng chân, đồng thời, thân thể bà ta cũng nứt ra, máu tươi tuôn trào. Sắc mặt thượng thần thiên vân cũng đã vô cùng căng thẳng. Bà ta nhìn về phía quan chấp hành đứng đầu phục võ đang đứng xa xa, lòng kinh hãi tột độ. Bà ta biết, vị quan chấp hành đứng đầu phục võ này rất mạnh, nhưng bà ta không ngờ người đó lại mạnh đến thế. Đối chiến với người này, cả bà ta và thượng thần thiên huyên đều thất bại chỉ qua một chiêu, thật sự không thể tưởng nổi. Phục võ không nhìn hai vị thượng thần, tiếp tục dấn bước, nhưng cũng vào lúc này, thời không trước mặt bà ta chợt nứt ra. Ngay sau đó, một quyền phong như sấm sét ập thẳng tới. Phục võ phất tay áo. Dầm. Quyền phong vỡ nát, tan biến tức thì. Trước mặt bà ta, cách đó không xa, có một người đàn ông áo trắng và một phụ nữ. Đó chính là quan chấp hành đứng đầu Bố Huyền cùng với quan chấp hành đứng đầu Tuế Tuế. Lúc này, sắc mặt hai vị quan chấp hành đứng đầu đều hết sức căng thẳng. Thực lực của vị quan chấp hành đứng đầu phục võ này thật sự đã vượt xa dự đoán của họ. Hai người đều không phải người cùng thời đại với phục võ, bởi vậy cũng không có nhiều hiểu biết về vị này, chỉ biết trong số những vị quan chấp hành đứng đầu thì vị này có danh tiếng lớn nhất, hơn nữa, thiên hành chủ năm ấy cũng không so được với vị quan chấp hành đứng đầu phục võ này. Phục võ nhìn hai vị quan chấp hành đứng đầu trước mặt, lẳng lặng không nói. Bố Huyền bước lên một bước. Chắp tay thi lễ, trầm giọng nói, quan chấp hành đứng đầu phục võ, thiên hành chủ năm ấy là Tự Oánh đã ra đi, hai vị thượng thần xưa cũng nằm xuống. Bố Huyền còn chưa nói hết câu, phục võ ở phía xa xa đã nhấc chân. Bà ta tiếp tục bước tới một bước. Con người Bố Huyền chợt co lại, tay phải siết thật chặt, trong khoảnh khắc, hàng tỷ tia sáng trong đất trời tụ về, ào ào tiến vào trong nắm tay y, giây lát sau, y chém ra một quyền. Gần như cùng lúc, phục võ cũng đánh ra một quyền. Ầm ầm. Nghìn vạn tia sáng vỡ vụn, Bố Huyền bị đẩy lùi nghìn trượng, khi dừng lại được thì khóe miệng đã tràn máu tươi. Thấy thế, Thượng Thần Thiên Huyên và Thượng Thần Thiên Vân đứng phía xa xa tức thì trầm mặt, Bố Huyền cũng là quan chấp hành đứng đầu, hơn nữa, y còn là cường giả đứng đầu thế hệ này của nền văn minh thiên hành, vậy mà chỉ mới một chiêu đã bị phục võ đánh hộc máu. Thực lực của phục võ này mạnh cỡ nào? Bố Huyền lau vết máu trên khóe miệng, nhìn về phía phục võ, sắc mặt căng thẳng, xin được chỉ dạy thêm. Dứt lời, y đột nhiên dấn lên một bước, giữa hai hàng chân mày bốc lên một ngọn lửa, một hơi thở đáng sợ từ trong người y tràn ra. Bố Huyền vươn tay phải, trong lòng bàn tay đã có hàng tỷ tia lực tinh thần tụ hội. Y nắm chặt tay. Ầm. Một sức mạnh đáng sợ ào về phía phục võ như bão lũ, cùng lúc đó, Bố Huyền cũng biến mất khỏi vị trí cũ. Giữa không trung, một quyền phong mang theo ánh lửa lóe lên, ầm ầm lao về phía phục võ. Đối mặt với một quyền đáng sợ này, phục võ vẫn bình như chân vải, đôi tròng mắt không một tia dao động, bà ta vươn tay phải, nhẹ nhàng đè về phía trước một cái. Ầm. Quyền phong ẩn chứa ngọn lửa tinh thần kia lập tức bị trấn áp ngay cách bà ta mấy trượng, không thể tiến lên một ly. Phía sau quyền phong, Bố Huyền nhìn chòng chọc vào phục võ đang cách mình không xa, gầm lên một tiếng, tay phải chìa ra trước, xoay vòng, từ trong cơ thể, từng luồng sức mạnh đáng sợ trút ra. Lúc này, phục võ chỉ vươn một ngón tay, phẩy nhẹ một cái. Ầm ầm. Hàng tỷ tia lửa tinh thần nát vụn, Bố Huyền bị đánh bay ra sau.
khi dừng lại được thì đã cách nơi cũ mấy vạn trượng. Ầm ầm. Vừa dừng lại được, thời không sau lưng y cũng đã sụp đổ, biến thành một khoảng vực sâu không đáy. Thân thể Bố Huyền cũng từ từ nứt ra, vô số hơi thở cùng quyền phong tán loạn, trông như một quả cầu da đang xì hơi. Miệng Bố Huyền trào máu tươi không ngừng. Thấy thế, Thượng Thần Thiên Huyên cùng Thượng Thần Thiên Vân đều tái mặt, bọn họ không thể ngờ rằng, Bố Huyền đường đường là quan chấp hành đứng đầu đương nhiệm, vậy mà thực lực lại chênh lệch với vị cựu quan chấp hành đứng đầu Phục Võ lớn đến thế. Thượng Thần Thiên Vân vội quay sang phía Thượng Thần Thiên Huyên, run run hỏi, quan chấp hành đứng đầu Tịch Sơ chừng nào mới tới. Thượng Thần Thiên Huyên lắc đầu. Thượng Thần Thiên Vân ngẩn ra, hồi lâu sau, bà ta gật đầu, nói khẽ, nếu ta là Ác Đạo Minh và Vũ Trụ Vô Gian thì lúc này ta cũng sẽ tuyệt đối không để quan chấp hành đứng đầu Tịch Sơ về đây. Thượng Thần Thiên Huyên chậm rãi nhắm mắt, hai tay nắm chặt, cùng lắm là liều chết. Thượng Thần Thiên Vân nhìn Phục Võ ở nơi xa, ánh mắt mờ mịt, chúng ta chết cũng không sao, nhưng nền văn minh thiên hành này phải làm sao đây? Thượng Thần Thiên Huyên khẽ run lên. Nền văn minh thiên hành. Mục đích chuyến này của Phục Võ là gì? Là muốn diệt toàn bộ nền văn minh thiên hành. Bản thân bà ta không sợ chết, cũng có thể liều chết, nhưng còn nền văn minh thiên hành thì sao? Còn bao nhiêu trái cây? Thượng Thần Thiên Vân hít sâu một hơi, xoay người, đi thẳng vào học cung Thiên Vân, xuất hiện trước mặt Tịnh An, lấy ra một bức họa nhét vào tay Tịnh An. Bà ta nắm chặt tay Tịnh An, nghiêm túc nói, Tịnh An, những lời ta sẽ nói sau đây, người phải nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ. Tịnh An ngơ ngác nhìn Thượng Thần Thiên Vân trước mặt. Cô ta chưa bao giờ thấy thầy của mình khác thường như lúc này. Mặt đầy hoảng sợ. Thậm chí là tuyệt vọng. Bên ngoài, Bố Huyền vẫn đang hộc máu, chỉ chốc lát, ngực áo trắng tinh đã nhuộm đỏ. Bố Huyền lau vệt máu trên khóe miệng, nhưng vừa lau sạch lại có máu tươi tràn ra như không thể ngừng lại. Một đòn vừa rồi, y đã bị đánh trọng thương. Lúc này, chính Bố Huyền cũng đang ngây người, y thật sự không ngờ thực lực vị quan chấp hành đứng đầu Phục Võ này lại mạnh đến thế. Đúng lúc này, Phục Võ đang ở phía xa xa đột nhiên lại bước lên một bước, thấy thế. Bố Huyền biến sắc, không hề do dự, y lập tức xoay người, hóa thành một tia sáng biến mất tại chỗ. Chạy trốn. Những cường giả của nền văn minh thiên hành chết sững tại chỗ khi chứng kiến cảnh ấy. Cách đó không xa, Thượng Thần Thiên Huyên cũng đã chứng kiến tất cả, ánh mắt lóe lên đầy phức tạp. Tận cuối chân trời. Bố Huyền vừa dừng lại, miệng lại phun máu tươi, y quay đầu nhìn về phía nền văn minh thiên hành, khẽ nói một câu, xin lỗi. Ta đã dốc hết sức rồi. Nói xong, y lại quay người, biến mất ở cuối ngân hà. Bố Huyền biết, nếu còn ở lại, y nhất định phải chết. Nhưng y không muốn chết. Một đời này của y, không mong cầu mọi chuyện như ý, chỉ cầu không thẹn với lòng. Trận chiến vừa rồi, y đã dốc toàn lực. Thực sự là đánh không lại. Không thẹn với lòng. Thấy Bố Huyền bỏ đi. Sắc mặt Phục Võ vẫn bình lặng như nước, bà ta không định đuổi giết Bố Huyền mà tiếp tục bước lên một bước. Ngay khi bước chân bà ta chuẩn bị hạ xuống, trong đất trời chợt vang lên một tiếng kiếm minh. Phục Võ quay đầu nhìn lại, một luồng kiếm quang đang lao tới phía bà ta. Là Tuế Tuế. Tuế Tuế biết rõ vị quan chấp hành đứng đầu Phục Võ này vô cùng khủng bố, bởi vậy, vừa ra tay liền dốc toàn lực. Một kiếm này, chỉ một chữ, nhanh. Nhanh đến tột cùng. Cũng lúc này, Phục Võ đột nhiên đánh ra một quyền. Ầm ầm. Kiếm quang vỡ nát lập tức. Nhưng lại có một kiếm chém tới. Phục Võ vươn một ngón tay vẩy nhẹ, kiếm quang bị chấn áp tại chỗ, không thể nhúc nhích. Tuế Tuế đột nhiên thu kiếm về, sau đó chém mạnh một kiếm. Rầm. Kiếm này hạ xuống, Phục Võ bị đẩy lùi chục bước. Bà ta vừa dừng lại thì một kiếm của Tuế Tuế lại đã chém tới. Phục Võ nheo mắt, đột nhiên biến mất. Ầm ầm. Kiếm quang lại vỡ vụn, Tuế Tuế lùi về phía sau nghìn trượng, vừa dừng lại được thì thân hình tiếp tục lao lên như một mũi tên rời cung. Lại một kiếm chém tới trước mặt Phục Võ. Phục Võ vẫn chỉ dùng một ngón tay đỡ đòn. Rầm. Kiếm quang lại bị ngăn trở. Tuế Tuế xoay người,
thuận thế chém mạnh một kiếm. Rầm. Phục Võ bị đẩy lùi mấy trượng. Tuế Tuế đột nhiên trồi lên từ mặt đất, giây lát sau, một luồng kiếm quang vạn trượng lao đến từ chân trời, đồng loạt chém xuống. Phục Võ hất một tay. Ầm. Kiếm quang vạn trượng vỡ vụn trong tích tắc, nhưng ngay sau đó, một thanh kiếm đã lao tới giữa chân mày bà ta, chỉ tiếc, khi còn cách bà ta nửa thốn, thanh kiếm đột ngột dừng lại, bởi vì đã có hai ngón tay kẹp chặt thân kiếm. Phục Võ kẹp thân kiếm chỉ bằng hai ngón tay, sau đó rung tay một cái. Rầm. Tuế Tuế bị đánh lùi ra sau cả nghìn trượng, cô ta vừa dừng lại được thì thời không vô tận sau lưng đã vỡ vụn và tan biến, sau một tích tắc đã biến thành một vực sâu thời không đen kịt, vô cùng kinh người. Thanh trường kiếm của Tuế Tuế vẫn bị kẹp chặt giữa hai ngón tay Phục Võ, đang kịch liệt rung lên như muốn thoát ra, nhưng không thể. Phục Võ liếc nhìn thanh kiếm, sau đó ngẩng lên nhìn về phía Tuế Tuế, ngươi là đệ tử của Hoành Chi. Hoành Chi là một quan chấp hành của chấp pháp điện, cũng là cấp dưới của bà ta trước kia. Tuế Tuế lau vết máu trên khóe miệng, đáp lời, phải. Phục Võ nhìn cô ta, ngươi đã lợi hại hơn sư phụ ngươi rồi. Dứt lời, bà ta buông lỏng ngón tay, thanh kiếm bay về trước mặt Tuế Tuế, sư phụ ngươi năm xưa cũng từng gọi ta một tiếng đại tỷ, nếu ngươi đã là đệ tử của nàng ta thì có thể đi khỏi đây. Tuế Tuế lắc đầu. Phục Võ nhìn cô ta chằm chằm, không đi, vậy thì chết đi. Tuế Tuế dựng thẳng kiếm giữa hai chân mày, chậm rãi nói. Ta, Tuế Tuế, xin thề với trời, bày tỏ chí ta, cường địch trước mặt, không sợ không hãi, che chở con dân. Thà chết không khuất phục, chỉ cần sau lưng còn một trái cây, ta sẽ chiến tới giọt máu cuối cùng. Đây là tuyên ngôn của quan chấp hành đứng đầu khi nhậm chức. Những người trở thành quan chấp hành đứng đầu đều phải tuyên đọc tuyên ngôn này dưới tảng đây sinh mệnh thiên hành. Thân thể Tuế Tuế bắt đầu cháy lên. Linh hồn cũng cháy sáng. Xa xa, Phục Võ chỉ lặng lặng đứng nhìn. Bà ta cũng đã từng đọc tuyên ngôn ấy dưới tảng cây sinh mệnh thiên hành. Giây lát sau, Phục Võ lại nhớ tới người đàn ông bị cầm tù đến chết trên tế đài kia. Phục Võ chậm rãi nhắm mắt. Lúc này, Tuế Tuế đột nhiên biến mất khỏi chỗ đứng. Phục Võ cũng biến mất. Vèo. Kiếm quang đang hừng hực cháy đã vụt tắt. Phục Võ tiếp tục bước về phía thần cảnh thiên hành. Sau lưng, Tuế Tuế quỳ một gối trên mặt đất, hai tay chống kiếm. Khóe miệng tràn máu tươi không ngừng. Cuối cùng, cô ta quay đầu nhìn lại nền văn minh thiên hành sau lưng, khẽ nói một câu ta. Đã tận lực, dứt lời, người đã tắt thở. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 102.